Chần chờ, ha ha, Mẫn huynh cho rằng đám người Phi Linh tộc dám ra tay với hai người chúng ta sao? Hai người chúng ta đến đây lần này là đại biểu cho hai tộc. Trừ phi tất cả các lão quái vật phi linh nhân đều điên rồi, muốn để bộ tộc bọn họ bị truy sát khắp linh giới. Nếu không cho dù biết chúng ta lấy đi âm khí này cũng tuyệt không dám làm gì chúng ta. Người mắt cá lại không hề để ý chút nào, cười ha hả. Có lẽ vậy, chẳng qua hai người chúng ta vượt biển mà đến, cũng không biết là may mắn hay xui xẻo. Ban đầu phát hiện ra khu vực mà Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm xuất hiện, sau khi thi triển huyết tế vẫn không thể triệu hồi huyền thiên bảo vật. Nếu không phải đại tế ti trong tộc thi triển bí thuật dự đoán một lần thì ta cũng không biết bảo vật này lại ở chỗ của phi linh nhân. Điều này cũng thật kỳ quái, chẳng lẽ Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm kia đã rơi vào trong tay người nào đó của Phi Linh tộc. Thanh niên một sừng thở dài một hơi, có lẽ là như vậy, nếu không thì cũng là do mấy tiểu tộc cố ý phái người mang huyền thiên bảo vật tới khu vực phi linh nhân cư trú. Nhưng đối với chúng ta thì cũng không có gì khác nhau. Người mắt cá cười nhạt nói, quả thực không có gì khác nhau, hai tộc chúng ta lần này liên thủ tiêu phí linh thạch cực lớn mới đưa chúng ta truyền tống vượt đại dương tới đây, quyết không để huyền thiên trảm linh kiếm rơi vào trong tay đại tộc khác. Nếu chỉ là huyền thiên chi bảo bình thường thì thôi, nhưng huyền thiên trảm linh kiếm này vừa hiện thế đã bài danh đệ tam. Huyền thiên chi bảo uy năng lớn như vậy quyết không thể để rơi vào trong tay mấy tộc kia. Cho dù bộ tộc nào của Thiên Nguyên Đại Lục dám can đảm giữ kiếm này đều sẽ bị hai tộc chúng ta liên thủ tiêu diệt. Phi linh tộc này ở Thiên Nguyên Đại Lục tuy có chút thực lực nhưng cũng căn bản không chịu nổi một kích của hai tộc chúng ta. Chỉ là vượt đại dương đến đây có chút phiền phức mà thôi, nếu không cũng đâu cần phải khách khí với bọn họ như vậy. Trong mắt thanh niên một sừng lóe lên hàn quang, ẩn ẩn sát khí. Đúng vậy, tuy rằng với Giác Si tộc các ngươi cùng Hải Vương tộc chúng ta, chỉ cần xuất ra 1/10 thực lực cũng dễ dàng tiêu diệt tộc loại như Phi Linh tộc này. Nhưng cự ly trinh phạt có chút xa, rất có thể khiến mấy tộc kia theo đó mà lợi dụng. Phi Linh tộc tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời. Gã dị tộc mắt cá âm trầm cười. Được rồi, cả ngươi và ta đều không muốn bỏ qua chân linh âm khí này, vậy mau ra tay thôi. Sau đó rời đi, còn tiếp tục bái phỏng vài lão quái vật Phi Linh tộc. Thanh niên một sừng thở dài một hơi, rốt cục cũng quyết định. Ha ha, lời này của Mẫn huynh rất đúng. Người mắt cá cười vang, hai tay hắn khoát lên, đột nhiên cả người bùng lên một tầng sóng gợn lam sắc, trong nháy mắt đã mở rộng ra đến mấy trăm mẫu, chiếm hơn nửa không trung. Linh quang thiểm động, lam quang này lập tức hóa thành từng cơn sóng sắc lam chập trùng. Người mắt cá lập tức hé miệng phun ra một chiếc hồ lô cao độ 1 tấc. Nắm nó trong tay, người này nhẹ nhàng vung lên, ầm ầm, tiếng động liên tiếp vang lên, lam sắc quang mang bốn phía nháy mắt lấy hồ lô làm trung tâm điên cuồng xoay tròn, sóng bốn phía cuồn cuộn từng lớp, sóng sau cao hơn sóng trước, cuối cùng cao đến hơn 10 trượng hoàn toàn bao phủ người này vào bên trong. Thanh niên một sừng bên cạnh thấy vậy thì mỉm cười, đột nhiên vỗ lên thiên linh cái chính mình. Tiếng rít nổi lên, một cơn lốc cực lớn từ thiên linh cái thanh niên cuồn cuộn phóng ra, thể tích cũng nhanh chóng hóa lớn, chỉ sau vài lần chớp lên đã lớn đến vài trượng, phóng thẳng lên 9 tầng mây. Âm thanh vang động cửu tiêu từ cơn lốc phát ra, lúc này cuồng phong đột nhiên ngừng lại rồi tán loạn biến mất. Một quái vật độc giác thanh quang lập lòe, thân cao trăm trượng xuất hiện giữa không trung. Quái vật này trên đầu có ngân sắc trường giác, răng nanh trong miệng sắc bén, toàn thân bao phủ trong thanh sắc đồng giáp. Một tay cầm một kiện hắc sắc quái nhận, một tay nâng thanh sắc ngọc bình. Chương 1528, Cửu U Minh Thi. Quái vật ném bình ngọc trên tay lên trên không, trong phút chốc, một đoàn thanh quang hiện lên giữa không trung. Âm thanh trầm thấp vang lên, một đạo hư ảnh giống y hệt bình ngọc hiện ra, chỉ sau vài lần chớp lên đã lớn đến hơn 10 trượng, hơn nữa miệng bình hướng thẳng về vụ hải phát ra tiếng ù ù. Cơ hồ cùng một thời gian, những cơn sóng lam sắc bên kia cũng xảy ra biến hóa kinh người. Chỉ thấy ở trung tâm sóng lam sắc phóng ra một cột sáng chói mắt, mặt nước xung quanh cuồn cuộn đổ ra bốn phía, tại trung tâm sóng nước xuất hiện một chiếc hồ lô màu lam thể tích không thua gì bình ngọc đang trồi lên khỏi mặt nước, xoay tròn một vòng, miệng hồ lô cũng hướng thẳng đến Hắc Minh vụ hải. Hai gã dị tộc trước sau đều sử dụng pháp quyết thôi động bảo vật. Phốc phốc, từ miệng bình phun ra thanh sắc quang trụ thô to, còn từ trong miệng hồ lô phóng ra một phiến lam sắc hà quang. Quang trụ và hà quang đồng thời tiến thẳng vào bên trong vụ hải. Nhất thời vụ hải bắt đầu quay cuồng, cuồn cuộn đổ về phía quang trụ cùng lam hà. Tiếp đó, hắc vụ quay tròn phân biệt hóa thành hai cột khí vụ cuồn cuộn rót vào trong đó. Tốc độ hấp thu vũ khí của hai kiện bảo vật cực nhanh. Chỗ quang trụ cùng lam hà đi qua, chỉ sau một lát đã hóa thành một mảnh đất trống, nhưng hắc vụ bốn phía đã lập tức lan đến bao trùm trở lại. Dung lượng hai loại pháp khí này dường như vô cùng vô tận, mặc cho hắc vụ cuồn cuộn đổ vào không dứt nhưng vẫn không hề xuất hiện điều gì khác thường. Đúng lúc này, phía trên không hư ảnh lam sắc hồ lô đột nhiên xuất hiện thân hình của dị tộc mắt cá, hắn chỉ lạnh nhạt quan sát phía dưới, không nói lời nào. Quái vật to lớn do thanh niên một sừng huyễn hóa ra cũng đang khoanh chân đả tọa phía dưới bình ảnh, hai mắt nhắm chặt. Tuy hai kiện bảo vật này đã hấp thu một số lượng hắc vụ kinh người nhưng diện tích hắc minh vụ cũng không phải là nhỏ. Hai gã dị tộc nhân này dừng ở đây 2 ngày 2 đêm mới chỉ hấp thu được 1/10 hắc vụ trong vụ hải mà thôi. Xem ra để hấp thu tất cả vũ khí nơi này còn cần đến 1-2 tháng thời gian mới được. Chẳng qua hai gã dị tộc này cũng không sốt ruột, chúng chỉ không ngừng thúc giục hai kiện bảo vật. Dường như tiêu phí một chút thời gian này cũng không phải là chuyện gì đáng nói. Kể từ đó, Hàn Lập trong động phủ lợi dụng những viên vạn lung châu khác quan sát được hết thảy cảnh tượng cũng càng trở lên bất an. Hai người này dừng chân ở đây lâu như vậy, làm sao hắn có thể an tâm tu luyện. Nếu bọn họ thu vụ xong rồi rời đi là tốt nhất, nhưng vạn nhất họ còn ý khác thì quả thực không tốt chút nào. Chẳng qua nếu bản thân mạo hiểm rời đi thì nguy hiểm cũng không kém hơn lưu lại đây chút nào, cho nên Hàn Lập vẫn không dám vọng động. Nhưng cho dù như vậy thì Hàn Lập cũng đã dùng hơn nửa ngày thu dọn sạch sẽ động phủ của mình, ngoại trừ 72 cây kim lôi trúc đang phong ấn phi kiếm thì tất cả những thứ khác đều đã nằm trong chữ vật thủ trạc của hắn. Vạn nhất sự tình không ổn thì cần lập tức bỏ chạy ngay. Mấy ngày nữa lại trôi qua, dưới sự thi pháp của hai gã dị tộc nhân, thể tích hai bảo vật của họ cũng tăng lên gấp bội, tốc độ hấp thu vũ khí cũng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa cũng không biết hai gã dị tộc này còn thi triển bí thuật thần thông nào trên hai kiện bảo vật mà vốn từ trong vụ hải chỉ có 2 cột vũ khí thì bây giờ đã hóa thành hơn 10 cột. Mỗi một cột vũ khí đều không ngừng xoay tròn, hắc vụ trong phạm vi nhất định đều bị hút lên giữa không trung, bay vào trong hai kiện bảo vật này. Kể từ đó, tốc độ thu nhỏ lại của vụ hải cũng tăng hơn trước gấp bội, bằng mắt thường có thể thấy rõ sự biến hóa về độ nồng đậm của vụ hải. Thấy tình hình như vậy, dị tộc mắt cả cười hắc hắc, quay đầu hướng về phía thanh niên một sừng đã trở lại nguyên hình nói. Mẫn huynh, lấy tốc độ thi triển nạp nguyên thuật của chúng ta thì chỉ khoảng hơn 10 ngày nữa sẽ hút sạch chân linh âm khí tại nơi đây, đại công cáo thành. Thanh niên một sừng nghe thấy vậy đang định mở miệng nói điều gì thì sắc mặt đại biến. Tiếp đó, từ chỗ sâu trong vụ hải truyền ra tiếng giống giận kinh người. Tiếng giống này vừa truyền đến đã khiến hơn 10 cột hắc vụ ngưng lại, tiếp đó bỗng oành oành vỡ ra, tán loạn tiêu thất. Ở phía dưới cho dù thanh sắc quang trụ cùng Lam Hà có tác động thế nào thì tất cả hắc vụ đều bất động, ngay cả một tia nhỏ cũng không nổi lên, phảng phất như tất cả đều hóa thành một thể. Thấy sự việc như vậy, thanh niên một sừng cùng dị tộc mắt cả không khỏi đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lộ rõ vẻ ngưng trọng. Tiếng giống từ phía xa truyền tới bốc chốc lại lớn hơn vài phần, phảng phất như có thứ gì đó từ sâu trong vụ hải bay nhanh tới nơi này. Là thứ kia, người mắt cá hỏi một câu không đầu không đuôi. Chắc là vậy, thanh niên một sừng dường như hiểu ý, chau mày trả lời. Thảo nào ta thấy những lão quái vật phi linh nhân kia không động tới chân linh âm khí, hóa ra là kiêng kỵ quái vật này. Bọn họ coi các chân linh cầm loại không khác gì thần linh, vô cùng cung kính. Hơn phân nửa vật đang tới có di lưu của thiên cầm chân linh. Người mắt cá cười khổ một tiếng, hơn phân nửa là như vậy, cũng không biết nó đã tiến hóa đến giai đoạn nào. Nếu đã đến giai đoạn cuối cùng thì chúng ta cũng nên sớm bỏ chạy là hơn. Thanh niên một sừng cũng thở dài một hơi. Chắc chắn là vậy rồi. Ta không muốn rơi vào trong miệng con vật này, nếu không nguyên thần tinh hồn từ nay về sau cũng vô pháp chuyển thế. Người mắt cá hít sâu một hơi. Thanh niên một sừng cũng không nói tiếp mà lập tức huy động hai tay bắt quyết đánh về phía bình ảnh. Âm thanh trầm thấp vang lên, bình ảnh như bọt biển vỡ vụn, thanh quang từ bên trong bắn ra, xoay tròn một chút rồi rơi thẳng vào trong tay thanh niên. Vật này đúng là thanh sắc ngọc bình, thanh quang trên tay thanh niên thoáng lóe lên liền biến mất vô ảnh vô tung. Người mắt cá cũng thận trọng phất tay, sóng lớn bốn phía tán loạn tiêu thất, hồ lô cực lớn kia nháy mắt đã thu nhỏ lại vô số lần rồi rơi vào trong tay hắn. Hai gã dị tộc nhân sóng vai đứng, cùng nhìn về phương hướng phát ra tiếng giống, cả hai đều không nói một câu. Rõ ràng tiếng giống kia rất to rõ tựa hồ khoảng cách không xa, nhưng ước chừng 1 tuần trà sau thì phía xa trong vụ hải mới truyền tới tiếng cuồng phong gào thét. Một phiến bạch ảnh chợt hiện, đây là một vật to đến mấy trăm trượng từ trong vụ hải phóng ra. Chỉ sau vài lần chớp động, nó mang theo tinh khí nồng đậm vọt lên trên không trung vụ hải, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai gã dị tộc. Đây là một con bạch cốt quái điểu 9 đầu, mỗi chiếc đầu hải có 2 ngọn quỷ diễm lập lòe lục mang trong mắt, cốt thân khổng lồ của nó cũng tản ra trùng trùng âm khí đen nhánh như mực cuốn quanh toàn thân khiến nó càng thêm nhanh ác đáng sợ. Cửu đầu điểu, nơi đây có cất giấu di hài hung điểu. Người mắt cá vừa nhìn thấy bạch cốt điểu thì sắc mặt đại biến, thất thanh hô lên. Nhưng cũng may nó còn dừng lại ở giai đoạn tiến hóa thứ 2, chưa đến giai đoạn cửu u minh thi cuối cùng. Chẳng qua cũng tương đương với chúng ta, không sai biệt lắm. Phiền toái duy nhất chính là sát khí của cửu đầu điểu, không biết nó còn lưu lại được bao nhiêu. nếu còn bảo lưu được hơn một nửa thì sợ rằng chúng ta nên rời đi. Thanh niên một sừng thoáng hiện vẻ sợ hãi trong mắt, nhưng thanh âm vẫn vô cùng bình tĩnh. Phải thử một lần mới biết được, chẳng lẽ Mẫn huynh có thể bỏ qua được chân linh âm khí hay sao? Người mắt cá do dự nhìn cốt điểu trong chốc lát, đột nhiên cắn răng nói. Đương nhiên là luyến tiếc, công pháp của ta về sau còn cần thứ này để gia tăng uy năng, chúng ta thử một chút xem. Khóe mắt thanh niên một sừng nhướng lên, hạ quyết tâm nói. Lời này vừa ra khỏi miệng, người mắt cá chưa kịp đáp lời thì con chim khổng lồ chín đầu phía trước từ trong một chiếc đầu của nó đã giống lên một tiếng thê lệ, tiếp đó 8 chiếc đầu còn lại đồng thời há miệng. Dưới tiếng giống mãnh liệt, chỉ thấy hỏa cầu, phong nhận, băng chùy, lôi điện, vô số loại công kích bất đồng thuộc tính đồng thời từ 8 chiếc đầu phun ra, hàng hà sa số, cơ hồ trải rộng hơn phân nửa hư không. Công kích mãnh liệt, khí thế kinh người. Thanh niên một sừng cùng người mắt cá nhìn thấy công kích này thì ngược lại thần sắc liền tỏ ra chấn đinh. Người mắt cá lên tiếng, để ta tới trước, lời vừa dứt thì người này đã huy động hai tay bắt quyết, thâm lam sắc quang hà trên người không ngừng nhộn nhạo, tiếp đó một bàn tay tùy ý điểm tới đợt công kích phô thiên cái địa trước mặt. Oanh, một tiếng, một đạo lam quang từ đầu ngón tay hắn vừa bắn ra lập tức hóa thành lam sắc quang mạc trực tiếp bao phủ bản thân và thanh niên một sừng vào bên trong. Tiếp đó, trong miệng người mắt cá không ngừng đọc pháp quyết thôi động quang mạc, chỉ thoáng chốc quang mạc đã hóa thành một bức tường băng trong suốt cao dày. Tất cả các đòn công kích trong nháy mắt đã ập tới đánh lên bề mặt tường băng như mưa to gió lớn. Tiếng nổ, tiếng rít gió ầm ầm không dứt liên tục trút vào tường băng. Các loại công kích đan vào nhau, đủ mọi màu sắc linh quang chói mắt bao phủ trọn tường băng. Cửu đầu cốt điểu đứng giữa thiên không thấy vậy thì kêu lên đắc ý, nhưng từng đợt công kích từ những chiếc đầu còn lại vẫn không hề chậm đi chút nào, thậm chí công kích với mật độ còn lớn hơn trước, mạnh hơn trước 3 phần. Dường như con chim này muốn đem hai gã địch nhân tiêu diệt luôn. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh từ trong quang mang đủ mọi màu sắc đằng kia truyền ra. Tiếng lách tách vang lên, từ trong các loại hào quang đột nhiên truyền ra một phiến thâm lam quang sắc, ánh sáng này vừa chớp lên đã lấy một tốc độ không thể tin nổi lan tràn ra hơn 100 trượng. Nơi lam quang đi qua toàn bộ không gian uốn khúc mơ hồ, vô luận là công kích gì tiến vào khu vực này đều vô thanh vô tức biến mất. Trong lam quang vang vẳng tiếng chú ngữ của người mắt cá. Lam quang này quay tròn một vòng, đột nhiên bùng sáng mạnh mẽ. Một mảng lam quang cực lớn trực tiếp phóng về phía cốt điểu với tốc độ cực nhanh, chỉ trong một thoáng hô hấp lam quang đã tới gần cốt điểu trong gang tấc. Chương 1529, Lý Ý, cốt điểu cả kinh, nhưng cũng không hoảng hốt, một đôi cự chảo cực lớn của nó dương lên chụp lấy lam hà. Suy suy hơn 10 đạo chảo mang đen nhánh xuất hiện trong hư không, trông nó phảng phất như hơn 10 đạo kiếm quang nhất tế phóng đi chém lên trên lam hà. Uỳnh uỳnh, lam hà vừa tiếp xúc với hắc mang đã bị chém ra hơn 10 lỗ thủng. Nhưng linh quang lóe lên, lam quang thoáng chốc đã hợp lại như cũ, hơn 10 đạo chảo mang đều bị lam hà vây bên trong, hơn nữa dưới lam quang chớp động hắc sắc chảo mang dần dần bị đóng thành lam băng. Quang hà lại cuốn tới đỉnh đầu cốt điểu, khí thế hừng hực. Chiếc đầu ở giữa của cốt điểu giống lên giận dữ, một đôi cốt xí cực lớn của nó đập mạnh. Hai cỗ hồi khí từ cốt xí phóng ra đón đỡ thế xuống của lam hà. Hai thứ va chạm với nhau, lam quang hồi khí đan xen phát ra tiếng sấm ì ùng. Lam quang bỗng đại thịnh. Sau vài lần quay cuồng đã nuốt lấy hôi khí vào trong đó rồi biến nó thành vô số khối lam băng lớn nhỏ không đều lơ lửng giữa không trung. Nhưng lam hà cũng vì vậy mà không thể hạ xuống, bởi vô khí hôi khí phía dưới đang cuồn cuộn bốc lên không dứt. Chỉ là chuyện tình bất ngờ lại xuất hiện, theo tiếng giống thê lệ của cửu đầu điểu, tất cả các khối băng này đều lóe dị quang, mặt ngoài sáng bóng bỗng xuất hiện vô số vết nứt, hôi khí từ trong đó không ngừng tuôn ra, nháy mắt đã thôn vệ khối băng biến nó thành một màu đen. Hôi khí này dĩ nhiên có khả năng thủ thực cực mạnh, chỉ mấy lần hít thở nó đã đem khối băng trong không trung cùng lam hà thôn vệ không còn một mảnh. Quả nhiên là hung sát chi khí của cửu đầu điểu còn sống, lúc này còn có thể bảo lưu lại vài phần. Ở lam quang phía xa xa truyền ra âm thanh lạnh lùng của người mắt cá. Lam quang nơi đó lập tức rung động kịch liệt, quang mang đại phóng, vô số khỏa lam sắc quang cầu phóng ra mang theo tiếng rít gió chói tai. Trong từng đoạn quang cầu còn phát ra tiếng quái khiếu liên miên không dứt. Tất cả đều đánh thẳng về phía cốt điểu. Cốt điểu cực lớn này dường như cũng đã biết sự lợi hại của lam hà nên không hề coi thường công kích của kẻ địch. Chiếc đầu ở giữa của nó liền hé miệng phun ra một cỗ hôi khí đặc trưng. Một đôi cốt sĩ cũng không ngừng chớp động phóng ra hôi khí. Ba cỗ hôi khí liên kết cùng nhau cuồn cuộn tuôn đi đón đỡ công kích của đối phương. Toàn bộ lam sắc quang cầu lóe lên, lập tức vang lên vô số tiếng nổ. Tất cả quang cầu bên trong hóa thành một đoàn băng lăng. Nhưng nó đã lập tức bị hôi khí bao phủ mà biến mất vô ảnh vô tung, không thể phát huy được bao nhiêu uy năng. Nhưng lam sắc quang cầu dày đặc, phảng phất như vô cùng vô tận. Nhiều quang cầu đồng thời nổ tung như vậy cũng khiến hôi khí bị chặn lại tại chỗ. Quả nhiên là có không ít hung sát chi khí, để ta thử một chút. Thanh âm thanh niên một sừng từ trong lam quang truyền ra. Bên trong linh quang lóe lên, bóng ảnh tuấn mỹ của thanh niên một sừng từ từ bay lên. Giờ phút này, hai tay hắn bắt quyết, đoạn giác bạch sắc trên đầu bỗng chốc biến lớn, đồng thời phía sau lưng nổi lên hư ảnh quái vật cực lớn hiện ra. Tiếng sét nổ vang, một đạo thanh sắc điện hồ từ độc giác lóe lên, thanh niên khẽ hô một tiếng, thanh sắc điện hồ từ trên độc giác bắt đầu hóa lớn. Thanh niên mỉm cười, thanh sắc điện hồ to bằng miệng bát ăn cơm dài chừng hơn 10 trượng từ độc giác bắn ra. Điện hồ cực lớn trong nháy mắt phân thành hai, từ hai thành bốn, từ bốn hóa tám. Trong nháy mắt, hơn nửa bầu trời trải rộng thanh sắc điện hồ, dưới tiếng nổ đinh tai nhức óc, tất cả đều tập trung đánh xuống cốt điểu. Cự đại cốt điểu thấy vậy thì cả kinh, nhưng nó cũng không lưỡng lự, từ chiếc đầu ở giữa của nó liền phun ra từng đoàn hôi khí đón đỡ điện hồ kinh người ập tới. Hai loại công kích vừa va chạm trong phút chốc thì vô số điện hồ liên tục chớp động hóa thành một tấm thanh sắc điện võng. Thanh quang cùng hôi khí tại không trung đan xen vào nhau. Một mặt hôi khí trùng trùng, âm phong trận trận, bên kia điện hồ chớp giật, sấm nổ không ngừng. Hai loại thần thông rằng có bất phân thắng bại, nhưng một lát sau, thanh niên một sừng đứng ở phía xa đã lộ vẻ kinh dị, một tay bắt quyết, độc giác trên đầu lại tiếp tục bắn ra một đạo điện hồ. Một màn tương tự lúc trước lại xuất hiện, lại có mấy trăm đạo thanh sắc điện hồ đồng thời bổ xuống. Sự cân bằng thoáng chốc đã bị phá bỏ, thanh sắc điện quang khí thế đại thịnh lập tức bước lui hồi khí về phía sau. Thanh sắc điện quang lại nổ vang, bắt đầu biến ảo thành một con điện dao không ngừng quay cuồng tả xung hữu đột trong hôi khí. Cự đại cốt điều thấy vậy thì chín chiếc đầu đồng thời dương lên há miệng phun ra từng đạo hắc sắc quang trụ, tốc độ nhanh vô cùng. Trong đó có 5 đạo đánh thắng tới thanh sắc điện hồ trên không trung, 4 đạo vọt tới lam quang đang ập xuống. Nơi phụ cận quang trụ đi qua, không khí trở nên nóng rực, vô luận là hồ quang hay lam quang dưới quang trụ đều tán loạn tiêu thất, dường như không chịu nổi một kích. Chỉ chớp lên, quang trụ đã trực tiếp đánh tới thanh niên một sừng và người mắt cá. Nhưng trong nháy mắt khi thân hình hai gã dị tộc nhân này bị quang trụ xuyên qua lại từ từ tan biến. Đây rõ ràng chỉ là hai đạo ảo ảnh của chúng mà thôi. Tiếp theo, tại hơn trăm trượng bên ngoài không gian trở lên vặn vẹo, hai đạo nhân ảnh từ từ xuất hiện. Đây đúng là bản thể của hai gã dị tộc nhân. Thế nào, người cảm thấy hung sát chi khí trên người nó còn sót lại được bao nhiêu? Thanh niên một sừng thở dài, hướng về phía đồng bạn hỏi. Hẳn là không đủ một nửa, chỉ khoảng 1/3 mà thôi. Người mắt cá nhíu mắt, không lưỡng lự trả lời. Cũng giống như ta tính toán. Nếu có hung sát chi khí sung túc duy trì thì nó cũng đã không cần phun ra diệt phách thần quang sớm như vậy. Thanh niên một sừng bên cạnh trầm giọng nói. Xem ra Mẫn huynh quả thực không muốn bỏ qua chân linh âm khí, chuẩn bị đại chiến một lần rồi. Người mắt cá mỉm cười. Nếu minh thi của cửu đầu điều còn dư lại hung sát chi khí không nhiều thì ta đương nhiên không muốn bỏ qua chân linh âm khí. Chẳng qua trong này có chút cổ quái. Với con minh thi này cũng không có uy năng để tạo ra nhiều chân linh âm khí tinh thuần như vậy. Thanh niên một sừng nhìn về phía vụ hải minh mông, nhíu mày nói. Đúng là có chút khả nghi, nhưng chỉ cần trong chân linh âm khí này không có đầu minh thi thứ hai thì chúng ta cũng không cần quan tâm. Người mắt cá cười hắc hắc, đạo hữu nói cũng đúng, chúng ta xuất toàn lực thôi. Cần trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt thứ này, thanh niên một sừng suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Tại hạ cũng có ý này. Trong mắt người mắt cá thoáng lóe lên vẻ âm lệ, giờ phút này, cốt điểu chín đầu ở phía xa nhìn thấy công kích của mình thất bại thì nổi giận lôi đình. Hai cánh của nó vỗ lên, một đầu hướng về phía vụ hải giống lên một tiếng, vô số vũ khí từ dưới đất bay lên. Vũ khí trong phạm vi vài dặm đều bị cốt điểu thu lấy, hóa thành hắc sắc linh vũ bao bọc toàn thân. Lúc này nó hùng hổ bổ thẳng tới hai gã dị tộc. Thấy tình hình như vậy, hai gã dị tộc nhân cho dù tự tin đánh thắng cũng không khỏi rùng mình. Thanh niên một sừng lập tức vỗ lên thiên linh cái của mình, bỗng chốc cả người hóa thành một quái vật cao trăm trượng, toàn thân mặc đồng giáp, trên người có vô số thanh sắc điện hồ lưu chuyển. Lúc này hắn chính diện nghênh kháng công kích của đối thủ. Còn người mắt cá lại vung tay chảo lên hư không, nhất thời trong tay đã xuất hiện một cây tam xoa kích kim quang sáng lạn. Hắn khẽ vung tam xoa kích lên, nhất thời ba chiếc đinh ba trên tam xoa kích hiện lên ba loại linh quang lam bạch hoàng. Người mắt cá cũng biến hình hóa thành mình người đầu cá cực lớn. Tiếp đó tam xoa kích trong tay cũng đồng thời biến lớn vô số lần. Quái vật cầm tam xoa kích trong tay, nhất thời tam sắc quang hà xung quanh cuồn cuộn hiện lên hóa thành lam sắc ba đào, bạch sắc cuồng phong cùng thanh sắc thiểm điện. Thân hình nó nhoáng lên, liền huy động tam xoa kích trong tay đánh về chiến đoán phía trước. Nhất thời tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, không khí xung quanh cùng mặt đất đều không ngừng rung lên kịch liệt, tiếng nổ lớn truyền đi cả ngàn dặm. Động tĩnh lớn đến vậy, trừ phi Hàn Lập là kẻ điếc mới không nghe thấy. Hàn Lập trong động phủ thấy vậy thì lập tức kích phát cấm chế Vạn Lung Châu, quan sát đại khái tình hình chiến sự hơn trăm dặm ngoài xa. Chỉ thấy thân hình khổng lồ của cốt điểu chín đầu ở bên trong hắc vụ, điều này khiến Hàn Lập hít sâu một hơi. Tại hắc minh vụ này không ngờ còn ẩn chứa một tồn tại đáng sợ như thế, hắn lần trước cũng từ vũ khí đi ra thế nhưng không làm kinh động đến quái vật này, xem ra là đại vận. Nếu không lấy thần thông có thể chống lại hai gã hợp thể kỳ ra tay với hắn thì quả thực là hữu tử vô sinh. Nhìn ba tồn tại hợp thể phía xa xa đang tranh đấu, lốc xoáy tận trời, vũ khí cuồn cuộn, đồng tử Hàn Lập co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào ba quái vật cực lớn tại chiến đoàn, thần sắc do dự một chút. Lấy nhãn lực của hắn đương nhiên có thể nhìn ra hai gã dị tộc nhân kia đang chiếm thượng phong nhất định, hơn nữa chiến đoàn cũng đang từ từ di chuyển tới gần động phủ của hắn. Không được, nơi đây không thể ở lại, mặc kệ chúng tranh đấu có ảnh hưởng tới động phủ của mình không, hiện tại chính là cơ hội tuyệt hảo để rời đi. Nếu không đến khi phân ra thắng bại thì muốn đi cũng đã muộn. Tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, Hàn Lập rốt cuộc cũng hạ quyết định. Lúc này hắn không hề do dự, thân hình nhoáng lên, nháy mắt hóa thành một đoàn thanh hồng bay đi. Một thoáng sau, thanh quang chợt tắt, Hàn Lập đã xuất hiện ở trong dược viên. Ở trước mặt hắn đang là một dãy kim lôi trúc vạn năm xanh tươi. Chương 1530, Tân Phi Kiếm. Chỉ thấy hư ảnh 72 cây tiểu kiếm từ trong thân trúc bắn ra, chỉ thoáng lóe lên rồi lại tiến nhập vào bên trong thúy trúc. Tiếp đó, một tay Hàn Lập bắt quyết, miệng hô to, lên. Một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy toàn bộ kim lôi trúc phát ra tiếng sấm rền, vô luận là thân trúc hay lá trúc bỗng chốc khô vàng, rồi lại hóa thành màu xám trắng như vật chết vậy. Lúc này một cỗ gió nhẹ cuốn qua, 72 cây kim lôi trúc trong phút chốc hóa thành cho tàn, biến mất vô tung vô ảnh. 72 thanh phi kiếm dài hơn một thước thanh quang minh mông, hàn quang bức người đang trôi nổi giữa không trung. Hàn Lập cuộn tay lại, phốc, một tiếng, một thanh phi kiếm lóe lên thanh quang rồi lập tức bay vào trong tay Hàn Lập. Hàn Lập cẩn thận quan sát phi kiếm trong tay, bỗng nhiên tay khẽ khẽ búng vào thân kiếm. Nhất thời điện quang trên thân kiếm lóe lên, tiếng rồng ngâm vang lên. Phi kiếm rung động, phảng phất như hóa thành một đầu thanh dao. Hàn Lập mỉm cười, ánh mắt hắn khẽ chớp lên, trên bàn tay cầm kiếm bỗng đại phóng linh quang, một cỗ linh lực kinh người được rót vào trong kiếm. Thanh quang bên ngoài phi kiếm chợt hiện, thân kiếm vốn tỏa ra hàn quang khiếp người bỗng chốc mờ dần không rõ. Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, hắn vươn một ngón tay đưa qua thân kiếm. Chỉ thấy phi kiếm chớp lên, ngón tay trực tiếp xuyên qua thân kiếm mà không hề gặp phải cản trở. Phảng phất như lưỡi phi kiếm không có thật thể mà chỉ là vật huyễn hóa ra mà thôi. Hàn Lập thấy vậy thì mừng rỡ, hai tay lập tức kháp quyết, thần niệm nhanh chóng thôi động đám phi kiếm còn lại. 72 thanh phi kiếm đằng không bay lên, chúng xoay tròn một lượt rồi nhập thẳng vào cơ thể Hàn Lập, biến mất không thấy bóng dáng. Trên người Hàn Lập thanh quang chợt lóe, hắn lập tức hóa thành một đạo kinh hồng bay ra khỏi dược viên. Chỉ sau vài lần chớp động đã biến mất không thấy bóng dáng. Không lâu sau, tại chân cự sơn nơi đặt động phủ của Hàn Lập xuất hiện một đạo thanh hồng từ phía dưới phóng lên, bay ngược với phương hướng Hắc Minh Vụ Hải. Dưới thần niệm hợp thể, cho dù Hàn Lập có dùng bí thuật ẩn thân đi chăng nữa cũng không thể che giấu được, cho nên hắn cũng không cần che giấu mà trực tiếp khống chế độn quang nhằm hướng chân trời bay đi. Phía xa xa tiếng động liên tục vang lên, hà quang chớp động không ngừng chứng tỏ cuộc chiến đang hết sức ác liệt, cho dù hai gã dị tộc nhân có chú ý tới hắn cũng không rảnh mà phân thân ngăn cản. Hàn Lập nhìn thấy cơ hội này nên không do dự lập tức chạy trốn. Tại chiến đoàn phía xa, thanh niên một sừng hóa thành quái vật đang điều khiển vô số thanh hồ trong tay đánh lui cốt điểu, bỗng nhiên hắn quay đầu lại nhìn về hướng Hàn Lập rời đi, ồ lên một tiếng, hàn quang trong mắt chợt lóe. Mẫn huynh, không cần lo tới việc khác, cần tập trung tiêu diệt thứ này, chúng ta còn nhiều việc cần làm. Ngư nhân cực lớn đang huy động tam xoa kích bên kia ông nói. Xem ra gã dị tộc này cũng phát hiện ra Hàn Lập rời đi nên mới để tỉnh đồng bạn. Không cần ngươi nói, ta biết rõ. Quái vật do thanh niên một sừng hóa thành hừ lạnh một tiếng, tiêm giác trên đầu rền vang tiếng sấm, một đoàn thanh sắc hồ quang lại từ đó phóng ra hóa thành một cây lôi đao cực lớn chém về phía cốt điểu. Cự đại cốt điểu cũng không cam chịu yếu thế, nó giống lên, một đôi cốt chảo của nó chộp xuống hư không. Một đôi cự chảo cực lớn được hắc khí vần quanh hiện lên giữa không trung, rồi trực tiếp nghênh đón lôi đao. Một tiếng nổ kinh người xuất hiện, khí lãng cuốn đi bốn phương tám hướng. Cự đại ngư nhân thấy vậy, khuôn mặt dữ tợn cười lên một tiếng rồi vung tam xoa kích trong tay bắn ra một đạo băng thương, một cơn lốc cùng một đoàn bạch sắc điện hồ. Thân hình hắn cũng lập tức vọt đi, tình hình tranh đấu của ba quái vật trở lên vô cùng kịch liệt. Độn quang của Hàn Lập đang trực tiếp hướng về nơi ở của Thiên Bằng tộc, nhưng sau khi độn đi được hơn vạn dặm thì hắn liền điều chỉnh phương hướng phóng ra biển lớn. Đây cũng là do hắn suy xét cẩn thận mới làm vậy. cũng là để phòng ngừa hai gã dị tộc nhân trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt con cốt điểu rồi đuổi theo. Thay đổi phương hướng như vậy đương nhiên sẽ không tạo ra sơ hở, khiến đối phương khó lòng truy tìm. Chẳng qua cho dù như vậy, Hàn Lập chạy hơn 20 ngày vẫn không dám dừng lại. Không ngừng phi hành với tốc độ cao nhất bên trên biển rộng. Cũng không biết hắn phi hành được bao nhiêu ngàn dặm, thấy bản thân quả thực không bị hai gã dị tộc đuổi theo mới thở ra một hơi, rồi thay đổi phương hướng thêm lần nữa. Hắn sửa lại lộ trình, bắt đầu phi hành dọc theo bờ biển. Cũng bởi sâu bên trong hải dương có rất nhiều hải thú lợi hại, so với trên đại lục còn nguy hiểm hơn vài phần. Ngay cả khi hắn có tu vị luyện hư cũng không định trực tiếp chạy ra ngoài đại dương rộng lớn. Thứ gì không hiểu rõ thì càng nguy hiểm, chẳng qua Hàn Lập cũng không định tiếp tục lưu lại trong khu vực của Phi Linh tộc. Một mặt là bởi Thiên Bằng tộc, còn lại là do sự tồn tại của hai gã dị tộc cấp hợp thể khiến hắn mơ hồ có dự cảm không tốt, lo lắng không yên nên lập tức quyết định xa chạy cao bay. Hắn chuẩn bị men theo khu duyên hải trực tiếp bay ra khỏi khu vực cư trú của Phi Linh tộc. Ở vùng duyên hải không có hải thú cường đại sinh sống, mà do Phi Linh tộc không thích hải dương nên sẽ không dễ dàng xuất hiện ở khu vực này. Nếu như đúng dự tính, hắn sẽ tránh được rất nhiều phiền toái. Trong lòng Hàn Lập tính toán cẩn thận một hồi, rồi nhằm thẳng hướng đông bay đi. Lấy tu vị hiện tại của hắn, cho dù khống chế độn quang một hơi phi hành mấy trăm ngàn dặm cũng không tổn hao bao nhiêu sức lực. Hàn Lập một mặt vừa phi độn vừa lấy ra một cây thanh sắc phi kiếm cẩn thận xem xét. Phi kiếm này đã hoàn toàn chuyển hóa thành một thuộc tính. Thanh trúc phong vân kiếm ngoài thanh quang lập lòe thì nhẹ như không có gì, hơn nữa sau khi quán chú pháp lực còn có thể từ thực thể hóa thành hư ảnh. Hàn Lập cầm một chuôi kiếm trong tay, nhẹ nhàng vung lên. Thanh mang tỏa rộng, phảng phất như khổng tước xòe đuôi. Tiếp đó cổ tay Hàn Lập khẽ run lên, tất cả thanh quang liền chợt tắt, kiếm lại trở lại hình dáng như cũ. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ không thể tưởng tượng được. Nét mặt Hàn Lập trở lên vô cùng mừng rỡ, vừa rồi hắn huy động phi kiếm, cơ hồ căn bản không hề cảm giác được lực cản trở nào. Điều này chứng tỏ phi kiếm đã nhẹ và sắc bén đến một mức độ kinh người. Kể từ đó, khi khu động phi kiếm chỉ cần thâm tâm vừa động trong nháy mắt đã lướt đi vài dặm, có thể giết người chỉ trong một ý niệm. Chẳng qua Hàn Lập cũng lập tức nhíu mày. Phi kiếm này trở nên nhẹ như vậy, hoàn toàn trở thành một thuộc tính thì độ cứng rắn sợ rằng cũng không thể so với trước kia. Trong lòng nghĩ vậy, Hàn Lập do dự một chút rồi tay kia khẽ lật lấy ra một thanh phi kiếm giống y hệt như vậy. Hai phi kiếm chớp lên rồi tự chém vào nhau, thanh quang chợt lóe, tiếng rắc rắc truyền ra. Không ổn, Hàn Lập hoảng sợ thầm kêu một tiếng, vội vã tập trung nhìn vào phi kiếm, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Chỉ thấy hai thanh phi kiếm tự chém đoạn nhau, bốn đoạn phi kiếm bị gãy vẫn nhẹ nhàng trôi nổi trước người. Lần tinh luyện này, độ cứng rắn của thanh trúc phong vân kiếm còn tồi tệ hơn cả dự đoán. Không đúng, thanh trúc phong vân kiếm là bổn mạng pháp bảo của mình, một khi bị hao tổn thì bản thân cũng không bình yên vô sự. Hàn Lập lại giấy lên sự kinh ngạc, nhưng tâm niệm khẽ chuyển, hắn cấm bốn đoạn phi kiếm trong tay khẽ ném lên, đồng thời huy động khắp quyết. Sự tình quỷ dị xuất hiện, bốn đoạn phi kiếm đồng thời run lên, bỗng nhiên tụ lại với nhau, tiếp đó theo thanh quang bùng phát mà biến trở lại thành hai thanh phi kiếm đầy đủ không tổn hao gì. Kiếm linh hóa hư, hai mắt Hàn Lập sáng ngời, thốt lên thành tiếng. Ban đầu sau khi hắn quán nhập linh lực vào thân phi kiếm khiến phi kiếm biến thành hư ảnh lúc này trong lòng đã có chút hoài nghi nhưng không hoàn toàn khẳng định. Đây là một loại thần không bất khả tư nghị mà kiếm tu trong nhân tộc hướng tới. Hàn Lập tuy có nghe nói nhưng chưa từng tận mắt thấy qua, hoặc nghe thấy vị kiếm tu cấp cao nào có loại thần thông này. Không ngờ rằng bản thân sau khi dùng một loại bí thuật tinh luyện phi kiếm lại khiến phi kiếm của bản thân có được loại thần thông này. Nghe nói có được thần thông này thì phi kiếm hoàn toàn có thể biến thành thể vô hình, có thể tùy ý phân giải thành vô số đoạn, sau đó lại khôi phục như bình thường. Kể từ đó, phi kiếm này có thể coi như có kiếm thân bất diệt. Trừ bỏ một ít bảo vật đặc thù thì cơ hồ không thể phá hủy phi kiếm. Đương nhiên đây cũng chỉ là trên lý luận, phi kiếm mỗi lần hóa hư trọng tổ trở lại vẫn có hao tổn nhất định, đồng thời cũng khiến pháp lực của chủ nhân phi kiếm hao tổn không ít. Nếu thật sự bị gãy đoạn nhiều lần, hoặc pháp lực chủ nhân phi kiếm tiêu hao toàn bộ thì cho dù phi kiếm có thần thông hóa hư cũng có thể toàn toàn bị hủy diệt. Nhưng cho dù vậy thì Hàn Lập cũng vô cùng mừng rỡ. Hiện tại cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao lão giả họ Khương khi thấy phi kiếm của mình trộn lẫn mấy loại tài liệu khác lại chê trách như vậy. Chỉ sợ phi kiếm của ông ta cũng có loại thần thông này. Chẳng qua lão giả họ Khương cũng không phải tinh luyện phi kiếm như hắn, cho nên nếu để phi kiếm có thần thông này thì cần phải rèn luyện trong bao lâu đây. Cũng là do hắn dùng tiểu bình bồi dưỡng kim lôi trúc hơn trăm năm mới có thể rèn luyện tới mức tinh thuần như thế. Hàn Lập há miệng phun ra một đoàn thanh hà. Hai phi kiếm lưu chuyển bên trong thanh hà, nháy mắt đã thu nhỏ lại hơn 10 lần đến khi chỉ còn độ một tấc mới thôi. Tiếp đó, Hà quang cuộn trở lại, phi kiếm được Hàn Lập thu vào bên trong cơ thể. Phi kiếm này còn cần rèn luyện thêm nữa, cho đến khi đạt được kiếm tâm thông linh. Mượn lực ngoại vật không được, tất cả chỉ có thể dựa vào chân nguyên lực của bản thân chậm rãi bồi luyện. Tâm tình Hàn Lập lúc này rất tốt, hắn một mặt khống chế độn quang, một mặt tiếp tục tham ngộ Xuân Lê kiếm trận. Thời gian cứ vậy trôi đi, Hàn Lập đã bay dọc bờ biển được hơn nửa năm. Lúc này, phi kiếm của Hàn Lập chợt lóe chém con cự mãng từ dưới biển định tấn công hắn ra làm vô số mảnh. Hàn Lập bỗng nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Hết phần của tớ, từ hôm sau đến phần người khác. Chương 1531, Huyết Vân. Nguyên bản bầu trời vẫn trong xanh không một gợn mây, đột nhiên dần trở thành một màu đỏ hồng. Chỉ thấy vô số huyết vẫn từ phương hướng nọ cuồn cuộn kéo đến, chỉ chốc lát đã tới trên đỉnh đầu Hàn Lập, tiếp theo lại nhanh chóng lan ra. Trong nháy mắt, trong tầm mắt Hàn Lập chỉ còn lại một màu đỏ, không trung tràn ngập tinh khí, giống như cả người đang ở một thế giới xa lạ khác. Hàn Lập khẽ ngửi tinh khí, mặt có chút trắng bệch. Khí tức này rõ ràng là máu tươi, nhiều huyết vân như vậy thì bao nhiêu máu tươi mới có thể tạo nên, cảnh này thật sự làm cho người ta thập phần sợ hãi. Hàn Lập trở nên thật cẩn thận, hắn dừng độn quang lại, lôi bào trên người hiện lên, hóa thành thanh bạch điện hồ chấp động không thôi. Cùng lúc đó kim quang trên thân nổi lên, hình thành một kim sắc lân giáp, hư ảnh ba đầu sáu tay sau lưng cũng hiện ra. Hàn Lập khoanh tay, ngẩng đầu nhìn trời, hai mắt híp lại, lam mang trong mắt chấp động. Tình hình quỷ dị như thế làm cho hắn cảm thấy mình bị ai đó theo dõi. Cũng may hắn hiện đã tu thành một loại thần thông mới, cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ ra tay thì cũng có thể chạy thoát, cho nên hắn vẫn có vẻ trấn định dị thường. Đương nhiên hắn cũng đem thần niệm thả ra bốn phương tám hướng, muốn tìm ra nơi địch nhân ẩn núp. Nhưng chuyện tiếp theo lại làm cho lòng Hàn Lập trầm xuống. Mặc cho thần niệm hắn bao phủ trong vòng ngàn dặm nhưng căn bản vẫn không tìm được địch nhân, mà bầu trời vạn dặm quanh hắn vẫn bị huyết vân độc nhất vô nhị này vây kín. Hàn Lập hấp một ngụm lương khí, chẳng lẽ không phải là do bị người nào đó theo dõi, mà là đang ở trong một cấm chế thần bí. Hàn Lập không khỏi nghĩ tới điều này, sắc mặt âm tình bất định, một hồi lâu sau hắn đột nhiên hóa thành một đạo thanh hồng bắn ra, sau vài lần chấp động liền biến mất ở phía chân trời. Mặc kệ là vì sao gặp phải thiên tượng như thế, nhưng hắn thật sự muốn rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Lấy tu vi hiện tại của Hàn Lập, độn tốc toàn lực thì chỉ một khắc sau liền hóa thành thanh ti phá không, sau khi hiện lên ở bầu trời chỗ này thì chỉ một khắc sau liền xuất hiện ở bầu trời chỗ khác, trong nháy mắt liền độn ra hơn trăm trượng. Độn tốc cực nhanh, cơ hồ không hề dưới tu sĩ hợp thể kỳ. Đây hiển nhiên là do tu vi hiện tại của Hàn Lập tiến nhanh, nhưng nguyên do chủ yếu chính là mới luyện lại 72 thanh phi kiếm, nên độn tốc nhanh hơn. Hàn Lập dùng một thanh phi kiếm mà ngự kiếm phi hành, cho nên mới có biểu hiện kinh người như vậy. Hàn Lập đối với tốc độ ngự kiếm của mình cũng thấy có chút ngoài ý muốn, sợ hãi lẫn vui mừng đan xen. Nhưng vẻ tươi cười trên mặt Hàn Lập không duy trì được bao lâu thì đã biến mất, cuối cùng hiện ra thần sắc khó tin. Hắn đã một hơi bay xa trăm vạn dặm, nhưng hiện tại bản thân vẫn đang ở trong huyết vân quỷ dị này, bộ dáng như vô cùng vô tận. Hàn Lập vô cùng hoảng sợ, độn quang ngày càng nhanh. Sau khi Hàn Lập phi hành thêm nửa canh giờ mà màu đỏ trên không trung vẫn như trước tồn tại thì rốt cục thanh quang thu về, lần nữa hiện ra thân hình Hàn Lập. Giờ phút này sắc mặt Hàn Lập trở nên âm trầm dị thường. Hiển nhiên hắn biết bản thân đang trong cấm chế thần diệu nào đó, nếu không sẽ không gặp phải chuyện tình thế này. Nhưng cấm chế này lại rộng như thế, thật sự làm người ta nghe thấy mà sợ hãi. Hàn Lập huyền phù giữa không trung, tâm niệm xoay chuyển tìm cách thoát thân. Nhưng không chờ Hàn Lập suy nghĩ, đột nhiên huyết vân trên không trung quay cuồng, tiếp theo hiện ra huyết sắc phù văn. Phù văn lưu chuyển trong mây, đột nhiên truyền ra tiếng ầm ầm. Tiếng ầm ầm ngày càng to, dần dần trở nên đinh tai nhức óc. Hàn Lập thấy cảnh này thì rùng mình, không suy nghĩ thêm, hai tay bắt quyết, thanh quang trên người chợt lóe, 72 thanh sắc phi kiếm chợt bắn ra, xoay quanh Hàn Lập, sau đó liền hóa thành 72 đóa thanh liên, múa may trên dưới. Nhưng Hàn Lập không chỉ làm như thế, sau khi thả ra phi kiếm, tay hư không đánh ra một chảo, bóng đen chợt lóe, một ngọn núi nhỏ xuất hiện trên tay. Hắn không suy nghĩ thêm, ném nhanh lên, hắc sắc tiểu sơn thoáng cái biến cao hơn 10 trượng, che trên đỉnh đầu Hàn Lập, phòng hộ nghiêm ngặt. Mặc dù không biết phát sinh chuyện gì, nhưng Hàn Lập trong nháy mắt đã thả ra mấy tầng phòng hộ. Ngay lúc Hàn Lập như lâm phải đại địch, huyết sắc phù văn trên không trung bỗng hạ xuống, phảng phất như tìm được mục tiêu, đồng loạt bay về phía Hàn Lập. Đỉnh đầu thì còn đỡ, có nguyên tử thần sơn to như vậy ngăn cản, phù văn căn bản không thể tiến lại, nhưng bốn phía cùng bên dưới thì lại có vô số phù văn bắn tới Hàn Lập. Sắc mặt Hàn Lập biến đổi, không suy nghĩ nhiều liền điểm về thanh liên bốn phía. Nhất thời chúng xoay chuyển, huyễn hóa ra vô số thanh sắc kiếm quang, hướng về huyết sắc phù văn điên cuồng chém tới. Phốc phốc, tiếng nổ lớn phát ra, tất cả phù văn trong nháy mắt bị chảm thành từng đoàn huyết vụ, trong nháy mắt bốn phía bạo liệt, lộ ra một khe hở. Hàn Lập quát khẽ một tiếng, thanh bạch điện hồ trên người nổi lên, trong tiếng lôi minh hóa thành điện võng cực lớn, bắn về phía huyết vụ. Ngay lúc Hàn Lập hành động thì huyết vụ lại quay trở về, trong chớp mắt liền nhập vào huyết vẫn không thấy bóng dáng. Huyết vân nhất thời kịch liệt run rẩy, sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, một huyết phù lớn hơn 30 trượng bỗng nhiên từ trong mây đè xuống. Huyết phù lớn như thế, cho dù là Hàn Lập thì cũng sợ hãi. Hít sâu một hơi, hắn bỗng điểm đầu ngón tay vào hắc sắc tiểu sơn. Tiểu sơn lập tức phát ra âm thanh trầm muộn, vô số hôi sắc quang ti bắn ra, hóa thành hôi sắc đại võng trên đỉnh đầu, chuẩn bị nghênh đón cự đại phù văn kia. Nhưng màn tiếp theo lại làm cho Hàn Lập ngẩn ra, cự đại phù văn không giống như tưởng tượng của hắn là trực tiếp hạ xuống, mà huyết vân phía dưới đột nhiên chuyển động, đồng thời bên ngoài phù văn chớp động huyết mang. Hàn Lập đứng tại chỗ một lúc, nhưng vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Nhướng mày, hắn sờ cằm không rõ cự phù này định làm gì. Nhưng lập tức hắn biến sắc, tựa hồ phát hiện điều gì, một tay liền vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời thanh hà chợt lóe, một hộp ngọc bay vụt ra, sau khi xoay tròn thì rơi vào trong tay. Trên hộp ngọc được dán các phù triện màu sắc khác nhau, nhưng hiện tại lại run rẩy không ngừng, đồng thời linh quang lúc sáng lúc tối. Càng khó tin chính là, trong nháy mắt, huyết sắc phù văn trên trời cao dường như cảm ứng được, quang mang cuồng thiểm. Vài tiếng trầm muộn phát ra, phù triện trong nháy mắt tự bốc cháy, hóa thành tro bụi. Cơ hồ cùng lúc đó, lại có một tiếng nổ ầm truyền đến. Quang mang kỳ lạ bên ngoài hộp ngọc chợt lóe, hóa thành một đạo bạch mang bắn ra. Nếu là tu sĩ bình thường thì chỉ sợ lần này sẽ bị thương không nhẹ. Nhưng nhục thân Hàn Lập đã sớm mạnh đến cực điểm, lần công kích này đánh vào người hắn giống như đánh vào tinh cương. Bất quá sau khi bạch quang thu lại, hiện ra một vật bất động đang huyền phù. Mặt ngoài màu vàng, nhưng lại có lục sắc hoa văn, dài như một cây côn gỗ. Đúng là huyền thiên quả thật. Thấy huyền thiên quả thật, huyết phù trên không trung nhất thời kịch liệt run rẩy, tiếp theo huyết quang chợt lóe, lần nữa vang lên tiếng ầm rồi biến mất giữa không trung. Hàn Lập biến sắc vài lần, lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc. Tất cả những việc trước mắt này thật sự rất quỷ dị, chẳng lẽ huyết vân nguyên bản là vì huyền thiên quả thật mà đến. Hắn không khỏi thầm nghĩ như thế, nhưng còn chưa đợi hắn suy nghĩ rõ ràng thì đột nhiên trong huyết vân truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Hàn Lập ngẩn ra, ngước đầu nhìn lại, kết quả là xuất hiện một màn làm cho hắn càng hoảng sợ. Chỉ thấy trong tiếng nổ, rất nhiều hư ảnh đang dần huyễn hóa ra, hư ảnh này hơn phân nửa là bóng dáng yêu thú, một nửa còn lại thì hắn không biết là gì, có chút giống như dị tộc nhân. Nhưng vô luận là thú ảnh hay hư ảnh của dị tộc nhân thì khuôn mặt đám người cũng vặn vẹo, tựa hồ đang chịu thống khổ không ít. Huyết tế, lấy sự lịch duyệt của Hàn Lập, chỉ nhìn ra vài lần là rõ, liền thất thanh kêu lên. Mà đúng lúc này, tất cả huyết sắc hư ảnh trong huyết vân đột nhiên tụ lại, tiếp theo một cái huyết sắc quang trận cơ hồ che cả nửa bầu trời dần hình thành. Hàn Lập hít sâu một hơi, đột nhiên trở tay nắm lấy huyền thiên quả thật, tiếp theo thanh quang trên người chợt lóe, trong nháy mắt hóa thành thanh ti bay ra xa hơn trăm trượng. Hắn thấy tình hình không ổn, cho nên lập tức chạy. Sau vài lần chớp động, thanh ti đã biến mất tại cuối chân trời. Mà quang trận ở chỗ cũ thì vẫn đang từ từ thành hình, không bởi vì Hàn Lập rời đi mà có ý dừng lại. Sau một thời gian toàn lực phi độn, Hàn Lập một hơi độn ra ngoài trăm vạn dặm, nhưng bản thân vẫn ở trong huyết vân quang cháo. Nhưng cái quang trận thật lớn kia thì đã sớm biến mất không thấy nữa. Hàn Lập thở dài một hơi, độn quang tạm thời chậm đi vài phần. Nhưng đột nhiên đúng lúc đó, từ trên trời truyền đến tiếng nổ lớn. Hàn Lập nghe thấy tiếng nổ quen thuộc, trong lòng trầm xuống, vội vàng nhấc tay lên. Chỉ thấy huyết vân vốn bình ổn thì giờ phút này đột nhiên tiêu tán, tiếp theo hơn một nửa huyết vân vặn vẹo, một cái huyết sắc quang trận thật lớn hiện ra. Thần bí quang trận này vừa lúc đem Hàn Lập đặt vào trung tâm trận. Sắc mặt Hàn Lập tái nhợt không còn chút máu, ngay cả khi không biết cái quang trận này đang định làm gì, nhưng pháp trận lớn như thế thật khiến người ta sợ hãi, hiển nhiên cũng không phải là chuyện tốt gì. Hàn Lập lúc này không cần suy nghĩ, thanh quang trên người chợt lóe, nếu cần thì sẽ lập tức bỏ chạy. Đúng lúc này, huyết sắc quang trận trên không trung lại xảy ra dị biến. Chương 1532, Huyền Thiên chi tranh. Một đạo quang trụ thô to từ trung tâm pháp trận bắn ra, đường kính chừng hơn trăm trượng, ngay lập tức đem Hàn Lập vây vào trong. Tốc độ cực nhanh, Hàn Lập căn bản không thể tránh. Hàn Lập thất kinh, quang trụ này không biết có thần diệu gì, mà lại xuyên qua sơn thể của Nguyên Tử Thần Sơn, trực tiếp đến trước mắt. Phút chốc, bốn phía đều là huyết sắc quang mang, cơ thể Hàn Lập căng cứng, ngay cả tay cũng không thể nhúc nhích chút nào. Sắc mặt hắn đại biến, trong lòng bỗng niệm kiếm quyết. Nhất thời thanh liên bốn phía xoay tròn, tất cả tụ lại thành một thanh phi kiếm dài, thoáng một cái lại hóa thành từng đạo kiếm quang, chém thẳng về trước. Kiếm quang chợt lóe, dễ dàng xuyên thủng bay ra, phảng phất như cự đại quang trụ chỉ là ảo ảnh. Nhưng Hàn Lập vẫn không thể nhúc nhích chút nào, không khí bốn phía giống như biến thành tinh cương, gắt gao trói chặt thân thể hắn. Hàn Lập hút một ngụm lương khí, mắt thấy quang trận trên đỉnh đầu đang hiện ra huyết sắc phù văn lớn nhỏ khác nhau, tựa hồ lại có biến hóa khác, lúc này hắn liền bất chấp tất cả. Hét lớn một tiếng, kim quang trên người hắn sáng lên, đỉnh đầu hiện ra Phạm Thánh Chân Ma Pháp tướng 3 đầu 6 tay. Pháp tướng này 2 chân xếp bằng, 6 tay cùng bắt quyết. Một trận quang vượng từ trên người Pháp tướng phát ra, nơi quang vượng đi qua, nguyên bản huyết sắc quang trụ đang bình ổn bỗng lóe linh quang, nổi lên một tia gợn sóng. Cùng lúc đó, Hàn Lập cảm thấy không khí bốn phía đã thả lỏng ra chút ít. Trong lòng mừng rỡ, Hàn Lập miệng lẩm bẩm, pháp lực trong cơ thể không ngừng vận chuyển, tựa hồ muốn đem Phạm Thánh Chân Ma Công thúc dục đến cực hạn. Nhưng đúng vào lúc này, huyết sắc quang trận trên cao bỗng đại phóng quang mang. Lập tức huyết sắc phù văn tại trung tâm pháp trận tiêu tán, hiện ra một hắc động khoảng hơn 10 trượng, bên trong là tiếng quỷ khóc sói tru, mơ hồ có vô số huyết ảnh đang không ngừng quay cuồng bên trong. Mà huyết sắc quang trụ chỉ giảm một chút rồi lại trở nên mạnh mẽ. Hàn Lập chỉ cảm thấy cự lực ngoài thân nặng thêm, mới vừa rồi còn cử động được chút ít, nhưng lập tức đã không còn nữa. Đồng thời bốn phía trong huyết quang hiện ra vô số phù văn, đồng loạt bắn về phía Hàn Lập. Cho dù bình thường Hàn Lập chấn định, nhưng hiện tại trên mặt không khỏi tái nhợt không chút máu. Tuy không biết uy lực phù văn như thế nào, nhưng hiện tại hắn bị cấm chế không thể nhúc nhích, chẳng phải chỉ có thể làm bia ngắm sao. Hàn Lập quýnh lên, trong lòng thúc giục kiếm quyết, phi kiếm bốn phía chớp động, quỷ dị hiện ra khắp nơi, xoay tròn bắn ra vô số thanh sắc kiếm quang về bốn phương tám hướng. Nơi thanh quang đi qua, phù văn có lung lay một chút, nhưng cuối cùng lại trở lại như ban đầu. Chỉ phút chốc chúng đã xuyên thủng kiếm quang, bắn tới trước người Hàn Lập. Hàn Lập cắn răng một cái, hắc khí trên người chợt lóe, sát giáp hiện lên, đồng thời thần niệm vừa động, nhất thời giao tiếp với phệ kim trùng trong túi linh thú. Hàn Lập biến sắc, định đem hơn ngàn phệ kim trùng đồng thời thả ra. Cấm chế trước mắt có quỷ dị thì cũng không thể ngăn cản nhiều phệ kim trùng thành thục như vậy được. Về phần phù văn, hiển nhiên chỉ có thể dựa vào sát giáp trên người cùng thân thể mà mạnh mẽ ngăn cản. Bất quá cho dù hắn đã tiến giai đến cảnh giới luyện hư kỳ, phệ kim trùng cũng chỉ có thể chống đỡ được chốc lát. Nhưng hiện tại đối mặt với đại nguy cơ, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Nhưng sau một khắc, chuyện xảy ra làm Hàn Lập ngẩn người, nhất thời bảo phệ kim trùng ngừng cử động. Mắt thấy phù văn đánh đến người, nhưng lại đột nhiên đổi hướng, hóa thành một điểm linh quang bay vào trong tay. Hàn Lập chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, nguyên bản huyền thiên quả thật ở trong tay đã bật ra, hóa thành một đoàn bạch quang bay thẳng lên trời. Sau vài lần chấp động, quả này đã chui vào trong vô số huyết phù trên trời cao. Huyền thiên quả thật lập tức biến to gấp mấy lần, vô số huyết phù bị chấn cho tan nát, tiếp theo vô số kiếm khí địa phóng, phù văn đều bị chém nát bấy. Quang mang thu liễm, bạch quang lần nữa biến mất không thấy. Huyền thiên quả thật sau khi biến to thì cứ như vậy lơ lửng bất động trên không trung. Nhìn thấy tất cả cảnh này, Hàn Lập trợn mắt há mồm. Nhưng hắn lập tức tỉnh lại, pháp lực vốn đang vận sức chờ phát động lập tức giống như thủy triều chui vào đỉnh đầu pháp tướng. Nhất thời thân hình pháp tướng chấn động, kim quang trên người sáng rực, chợt lóe lên rồi lan rộng ra bốn phương tám hướng. Lúc này đây, kim quang chói mắt giống như một mặt trời chói rực trên đỉnh đầu Hàn Lập. Thánh ma ngự trị, một tiếng nói lạnh lùng từ miệng Hàn Lập phát ra, lập tức 3 cái đầu pháp tướng ngẩng lên, 6 cánh tay hướng khắp nơi vung lên, phát ra một tiếng trường khiếu trầm thấp. Mặt trời chói mắt kia bỗng lúc to lúc nhỏ, cuối cùng bạo liệt. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, trong kim sắc ba lãng có vật gì đó xuất hiện. Nơi kim ba đi qua, nguyên bản kim quang nhìn như không chút sức mẻ kia lập tức bay lui về phía sau. Lấy Hàn Lập làm trung tâm, kim quang trong hương viên hơn 10 trượng bị đẩy ra. Hắn khôi phục được một chút tự do. Một chiêu thần thông thánh ma ngự trị này đúng là từ sau khi Hàn Lập tiến vào luyện hư kỳ mới tìm hiểu được trong Phạm Thánh Chân Ma Công. Kỳ thật đây là mượn lực pháp tướng, đem uy lực công pháp tập trung tại một điểm, sau đó lại thả ra. Một kích vừa rồi nhìn như bình thường, nhưng kỳ thật đã tiêu hao một nửa pháp lực của Hàn Lập. Đương nhiên Hàn Lập cũng không biết, nếu không phải Phạm Thánh Chân Ma Công đồng thời ẩn chứa 2 loại công pháp có thuộc tính cực kỳ đặc thù, mà đổi lại là một loại công pháp khác thì cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ cũng căn bản không thể thoát khỏi trói buộc của huyết quang. Không thể không nói, vận khí hắn không tệ, bất quá Hàn Lập mất sức của 9 trâu 2 hổ mới có thể thoát được trói buộc. Hắc động trong huyết sắc quang trận đột nhiên phát ra tiếng nổ lớn, vô số huyết ti bắn ra, muốn đem huyền thiên quả thật vây lại. Nhưng huyền thiên quả thật tựa hồ như thông linh, ngoài thân run nhẹ, lại thả ra vô số bạch quang. Trong phút chốc, bạch mang và huyết ti giao nhau, phát ra tiếng bạo liệt ầm ù. Bạch mang mặc dù sắc bén dị thường, đem hơn nửa huyết ti chém nát, nhưng tiếp theo lại vô lực, quang mang ảm đạm, những huyết ti còn lại liền đem huyền thiên quả thật vây chặt, phảng phất như một cái kén bằng máu thật lớn. Huyền thiên quả thật liều mạng giãy giụa, run rẩy không ngừng, nhưng hiển nhiên nó đã hết lực. Sau khi bị huyết ti lôi kéo, liền dần dần bị kéo về phía hắc động. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên kim mang bên dưới huyết quang bạo liệt, đem lượng lớn huyết quang đánh tan. Lập tức một đạo thanh hồng phá tan huyết quang bắn ra, sau một lần chớp động liền tới ngay gần huyết kiền. Sau đó linh quang chợt lóe, biến ảo thành một thanh sắc đại thủ vươn ra. Phanh một tiếng, thanh sắc đại thủ gắt gao chụp lấy huyết kiền, lập tức trong tay phát ra vô số đạo kiếm quang, điên cuồng chém về phía huyết ti. Nhưng lại xuất hiện tình hình quỷ dị, kiếm quang chạm đến huyết ti, đều chợt lóe xuyên qua, căn bản không thể động đến huyết ti chút nào. Thanh quang thu lại, thanh sắc đại thủ huyễn hóa thành thân ảnh Hàn Lập, hắn phất tay, phát ra thanh mang quỷ dị cuốn lấy huyền thiên quả thật. Nhưng lực kéo của huyết ti lại vượt xa tưởng tượng của Hàn Lập, ngay cả như thế thì huyền thiên quả thật vẫn đang chậm rãi bay lên trời cao. Nếu không phải huyền thiên quả thật liều mạng giãy giụa, kháng cự lại cự lực kinh người của huyết ti thì sợ rằng chỉ sau vài lần chớp động đã bị kéo vào trong hắc động. Nhưng nếu cứ thế này thì việc huyền thiên quả thật bị kéo vào trong hắc động chỉ là chuyện sớm muộn. Hàn Lập khẩn trương, bỗng nhiên tay kia hướng về thanh sắc phi kiếm trên không trung điểm một cái, phi kiếm sau khi phát ra tiếng trường minh thì toàn thân trở nên mơ hồ, hóa thành một đạo thanh ngân, phảng phất như đã mất đi hình thể. Đúng là thần thông kiếm linh hóa hư, chỉ thấy thanh ngân chợt lóe, tiếng phanh phanh trầm muộn liên tiếp truyền ra, huyết ti nhìn như vô hình kia lại bị chém thành vô số đoạn. Hàn Lập mừng rỡ, không cần suy nghĩ phất tay áo lên, hóa thành một cây thanh ti kích bắn ra, đồng thời khẩu phi kiếm kia cũng lóe lên rồi đuổi theo Hàn Lập, nhập vào thân thể không thấy bóng dáng. Lấy độn tốc hiện tại của Hàn Lập, chỉ hai lần chớp động đã ở một chỗ cách đó 200 trượng, mắt thấy sau vài lần chớp động liền biến mất không thấy. Hàn Lập trong độn quang thở dài một hơi, tưởng rằng lần này rốt cục may mắn chạy thoát. Nhưng vào lúc này, không trung lại phát sinh dị biến. Huyết sắc quang trận bỗng nhiên co rút, một đạo huyết hồng thất luyện bắn ra, nhanh như chớp đuổi theo Hàn Lập. Hàn Lập kinh hãi, tốc độ thất luyện này thật sự rất nhanh. Hắn căn bản không kịp có bất cứ phản ứng gì, liền cảm thấy trước mắt lóe lên huyết quang, cả người đang giữ huyền thiên quả thật cũng bị cuốn vào trong huyết sắc. Lập tức trên mặt thất luyện chợt lóe huyết quang, bắn ngược trở về. Độn tốc khi bắn lui cũng nhanh đến khó tin, sau khi chợt lóe liền tiến vào trong hắc động. Ngay lúc thất luyện vừa vào hắc động, huyết sắc quang trận trên không trung phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, nhất thời huyết vân bốn phía điên cuồng tuôn ra, đồng thời hiện ra từng đạo huyết sắc lôi điện. Mặt ngoài quang trận xuất hiện lượng lớn phù văn, không rõ bắt nguồn từ đâu. Hàn Lập ở trong thất luyện chỉ cảm thấy đầu choáng váng, mất đi năng lực phi hành, liền phun phi kiếm điên cuồng chém về hướng thất luyện, nhưng lại không có hiệu quả, bị bắn ngược trở về. Lúc này đây, phi kiếm mà hắn hóa hư vẫn không thể phá vỡ thất luyện này một chút nào. Đúng lúc này, quang mang bốn phía ảm đạm, lập tức truyền đến tiếng soi chu quỷ khóc. Tiếp theo một cổ không gian ba động cực kỳ mãnh liệt hiện lên bốn phía. Hàn Lập thầm kêu một tiếng không tốt, sắc mặt trở nên âm trầm. Chương 1533, Linh kiếm hiện thế. Cho dù hắn không thể thấy tình hình bên ngoài thất luyện, nhưng cũng biết mình khẳng định là đã bị hút vào trong hắc động, nếu không sẽ không xuất hiện tình hình quỷ dị này. Dưới tình thế cấp bách, Hàn Lập vỗ trán một cái, nhất thời hắc quang chợt lóe, hiện ra một con mắt đen, đúng là phá diệt pháp mục mà Hàn Lập khổ tu nhiều năm. Nếu công kích bình thường không có tác dụng đối với thất luyện, thì cũng chỉ có thể dùng loại thần thông chuyên phá cấm chế này mà thôi. Chỉ thấy một đạo hắc sắc quang trụ nhỏ như ngón tay bắn ra. Huyết sắc thất luyện nhìn như không thể phá hủy, chợt lóe lên, đã bị phá xuyên thủng. Tiếp theo một cái lỗ hổng to một trượng xuất hiện, đắc thủ dễ như thế khiến Hàn Lập đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo lập tức mừng rỡ. Hắn không suy nghĩ thêm, hai cánh vỗ một cái, cả người liền chợt lóe lên, bay ra khỏi thất luyện. Linh quang thu lại, thân hình Hàn Lập hiện ra trong hắc động, hai cánh không ngừng nhẹ nhàng vỗ. Đây không phải là dựa vào độn thuật gì cả, mà hoàn toàn dựa vào lực phi hành của phong lôi xí, mới có thể lơ lửng giữa không trung. Nếu không, sợ rằng hắn đã bị hút vào sâu trong hắc động. Bốn phía truyền ra tiếng quỷ khóc sói chu, vô số huyết sắc hư ảnh bay ra. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, hai tay chập lại, tiếng sét đánh phát ra, vô số đạo kim sắc điện hồ từ trong tay hắn bắn ra. Kim hồ này thô to dị thường, khác hẳn với ích tà thần lôi của Hàn Lập. Kiếm thuật này mang tới cho hắn chỗ tốt ngoài ý muốn, việc luyện phi kiếm chẳng những có thể đem linh khí kim lôi trúc thu nạp không còn một mảnh, mà còn ẩn chứa ích tà thần lôi cho hắn dùng. Kết quả như thế, ngoại trừ đem thuộc tính của phi kiếm rèn luyện tới cực điểm, ẩn chứa lượng lớn ích tà thần lôi thì không còn cách nào khác. hôm nay bị Hàn Lập sử dụng, nhưng lại có vẻ không thể đỡ nổi. Một trận tiếng nổ ầm ầm vang lên, sau đó kim sắc lôi quang chớp động, bốn phía bắn tới vô số huyết sắc ảo ảnh, nhưng số lượng huyết ảnh thật sự rất nhiều, phảng phất vô cùng vô tận. Chúng không sợ chết mà tuôn về hướng Hàn Lập, hình thể hơi ngưng lại một chút, thậm chí há miệng, phun ra một đám huyết ti chứa tinh khí ngập trời, trực tiếp xuyên thủng điện võng do ích tà thần lôi tạo thành, tới gần Hàn Lập. Bất quá hai tay Hàn Lập bắt quyết, chợt thả ra hư hóa kiếm quang chắn bên ngoài, thanh quang chợt sáng chợt tối, trong nháy mắt huyết ti liền bị chém nát bấy. Mà lúc này, huyết sắc quang trận phát ra tiếng ầm ầm truyền vào tai Hàn Lập một cách mãnh liệt, không gian trong hắc động cũng ba động mãnh liệt. Ánh mắt đảo qua mọi nơi, Hàn Lập liền hiểu rằng mình đang gặp phải một loại nguy hiểm không biết tên. Sắc mặt hắn trầm xuống, hai cánh sau lưng vỗ một cái, cả người sau vài lần chớp động đã xuất hiện ở bên bờ hắc động, ý định sẽ bay ra ngoài. Phanh một tiếng, thân hình Hàn Lập bị bắn ngược trở lại, phảng phất đụng phải một vách tường vô hình, bị một tầng cấm chế trong suốt đẩy ngược lại. Hai cánh sau lưng phải vỗ liên tục thì hắn mới ổn định được thân hình, vẻ mặt trở nên kinh sợ. Hắn đang chuẩn bị thi triển đại thần thông khác phá cấm chế thì từ chỗ sâu trong hắc động không ngờ truyền ra một lực hút thật lớn. Lực hút lớn đến nỗi làm Hàn Lập không thể đứng vững, mà huyết ti thì lại không ngừng bắn ra khiến sắc mặt hắn đại biến, không cần nói cũng tưởng tượng được sự hoảng sợ trong lòng hắn. Huyết sắc quang trận ngày càng bạo liệt mạnh hơn, bề mặt quang trận đã trở nên mơ hồ, phảng phất tùy thời đều có thể biến mất. Nói thì dài, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong vòng mấy lần hô hấp. Hàn Lập bị lực hút trong hắc động kéo, tình thế cấp bách, hắn không còn cố kỵ gì, đem tất cả thần thông trên người phóng hết ra, chỉ hy vọng có thể tạm thời thoát vây. Trong phút chốc, chỉ thấy bốn phía quanh Hàn Lập phát ra kim sắc quang vựng, hôi sắc quang hà, ngũ sắc quang diễm, kim sắc lôi điện, cùng từng đạo thanh sắc kiếm quang. Nhiều thần thông như vậy cùng thi triển một lượt thì có thể tưởng tượng được uy lực. Chỉ thấy các loại quang diễm đem thân hình Hàn Lập bao phủ vào trong. Lực hút cho dù cường đại nhưng trong nháy mắt cũng buông lỏng. Hàn Lập mừng rỡ, đang muốn lập tức bay ra khỏi hắc động thì huyết ảnh bốn phía bỗng gào thét, tiếp theo phát ra tiếng phốc phốc trầm muộn, một cổ lực lượng quỷ dị phát ra, hóa thành một cổ huyết sắc quang hà. Trong khoảnh khắc, quang hà liền chui vào chỗ sâu trong hắc động không thấy bóng dáng. Hàn Lập lập tức cảm thấy cảnh sắc bốn phía trở nên mơ hồ, một cảm giác vô cùng quen thuộc nổi lên trong lòng Hàn Lập. Đây đúng là cảnh sắp bị truyền tống. Không tốt, Hàn Lập mặc dù không biết bị truyền đến nơi nào, nhưng cũng biết không phải là nơi an toàn. Pháp mục hắc quang trên trán đại phóng, phun ra một đạo hắc sắc quang trụ, hắc quang chợt lóe, quang trụ liền nhập vào bốn phía không thấy bóng dáng. Nhất thời cảnh tượng mơ hồ thoáng ngưng lại, nhưng liền lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Sắc mặt Hàn Lập xanh mét, hắc quang trên trán trở nên chói mắt, từng đạo hắc quang bắn ra khắp nơi, đồng thời trên đỉnh đầu hiện ra pháp tướng ba đầu sáu tay, từng đạo kim sắc quang mang hiện lên, muốn phá ta quá trình truyền tống. Nhưng tiếng xé gió từ trong hắc động truyền ra, tất cả công kích chợt lóe lên rồi biến mất, không hề có tác dụng gì. Hiển nhiên lần truyền tống này khác với những lần trước, không bị công kích ảnh hưởng chút nào. Trong lòng Hàn Lập trầm xuống, lần đầu tiên hiện ra cảm giác vô lực, nhưng trong lòng lại âm thầm cảm thấy kỳ quái, dựa theo kinh nghiệm trước kia thì ngay khi cảnh tượng trở nên mơ hồ thì hắn phải bị truyền tống đi mới đúng, nhưng quá trình trước mắt sao lại lâu như thế. Ngay lúc Hàn Lập kinh hoàng thì lập tức giật mình, bàn tay cầm huyền thiên quả thật cảm thấy đau như bị vật nhọn đâm vào, hắn cả kinh, vội cúi đầu xuống nhìn. Bởi vì bản thân hắn vận chuyển Phạm Thánh Chân Ma Công đến cực hạn, kim quang chói mắt nên không biết từ khi nào bàn tay đã bị thủng một lỗ, máu tươi từ đó chảy ra. Mà nguyên bản bàn tay cầm huyền thiên quả thật lại bị một cây gai đâm xuyên, trên cây gai còn vương vết máu. Phải biết rằng thân thể Hàn Lập cứng cỏi còn hơn cả pháp bảo, hơn nữa khi mạnh mẽ vận chuyển Phạm Thánh Chân Ma Công, bàn tay giờ phút này lại càng cứng hơn rất nhiều. Dưới tình huống như thế mà còn bị một cây gai nhỏ đam, nếu hắn không tận mắt nhìn thấy thì khó có thể tin. Thấy dị biến của huyền thiên quả thật, sắc mặt Hàn Lập kinh nghi, trước tiên làm phép ngăn máu chảy, bạch quang chợt lóe, tất cả máu đều bị hút vào ra. Kế tiếp một tiếng oanh minh vang lên từ trong huyền thiên quả thật, vọng thẳng đến 9 tầng trời. Sau một khắc, sắc mặt Hàn Lập đại biến, đột nhiên cổ tay run lên giống như bị rắn cắn, huyền thiên quả thật lúc này muốn bay ra, nhưng vật ấy lại giống như bị đính chặt vào tay Hàn Lập, căn bản không thể bay ra. Sắc mặt Hàn Lập trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn chỉ cảm thấy máu trong cơ thể như tuôn qua lỗ nhỏ vào huyền thiên quả thật, mặc dù liều mạng thúc giục pháp quyết nhưng vẫn không thể ngăn cản chút nào. Máu trong cơ thể trong nháy mắt mất đi 3 phần thì mới ngừng lại. Mất nhiều máu như vậy, may mà thân thể Hàn Lập mạnh tới cực điểm, chứ nếu đổi lại là một gã tu sĩ bình thường thì sợ rằng đã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Bất quá cũng phải nói, nếu đổi lại là máu của gã tu sĩ khác thì huyền thiên quả thật chỉ sợ đã đem gã đó hấp thành xác khô. Huyền Thiên Quả Thật giờ phút này nguyên bản bề mặt màu vàng đã biến thành màu đỏ tươi. Tiếp theo lục sắc hoa văn trên bề mặt dao động một trận, biến thành các phù văn huyền ảo tối nghĩa nhỏ như hạt gạo, số lượng rất nhiều. Mà cùng lúc đó, bốn phía thân thể Hàn Lập hiện ra vô số ngũ sắc quan điểm, từng con phi nga hướng về phía Huyền Thiên Quả Thật phóng tới. Một tiếng phốc suy vang lên, bề mặt Huyền Thiên Quả Thật chợt lóe sáng, đột nhiên bắn ra một thanh kiếm. Kiếm này bề mặt sáng bóng dị thường, nhưng giữa mũi kiếm lại dường như có phù văn quái dị, tổng cộng có 5 cái. Mà Huyền Thiên Quả Thật giờ phút này không ngờ lại biến thành chuôi kiếm. Hàn Lập thấy cảnh này thì không biết nói gì, bất quá ngay lúc kiếm này xuất hiện, huyết quang đại trận bên ngoài dường như bị kích thích, sau khi phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, cả tòa pháp trận và hắc động rung lên kịch liệt, sau đó liền biến mất trong hư không. Cùng lúc đó, Hàn Lập thân ở trong hắc động chỉ cảm thấy cảnh vật bốn phía mơ hồ biến mất, trong mắt chỉ còn thấy một màu đỏ tươi, không thể kiểm soát được bản thân. Hàn Lập kinh hãi, theo bản năng cầm kiếm chém ra một cái. Ở một nơi không biết cách bao nhiêu vạn dặm, tinh khí ngập trời, trên huyết sắc tế đàn lớn có hơn 10 bóng người như ẩn như hiện, dưới chân những người này bất ngờ lại là một tòa pháp trận to lớn, huyết quang thản nhiên chớp động. Nếu cẩn thận nhìn kỹ sẽ phát hiện một điểm kỳ lạ. Bộ dáng pháp trận này giống y chang huyết sắc quang trận mà Hàn Lập vừa gặp. Mà phía dưới tế đàn, bất ngờ nhất chính là cái hồ lớn tràn đầy máu tươi. Từ xa nhìn lại, mặt hồ phảng phất như vô hạn, nhìn không thấy bờ. Ở trong hồ đang nổi lơ lửng vô số bộ hài cốt trắng, chủng tộc không đồng nhất, lớn nhỏ khác nhau khiến người ta cảm giác sởn gai ốc. Không có khả năng, là huyền thiên chi bảo, ta đã cảm ứng được sự tồn tại của nó. Một tiếng kinh sợ phát ra từ miệng người nào đó trên tế đàn, bộ dáng có vẻ không thể tin. Chương 1534, Đại Nan Đào Thoát. Có phải Giản đạo hữu đã nghĩ sai rồi hay không? Thật sự huyền thiên xuất hiện sao? Nói như thế thì không thể dùng huyết tế thuật triệu hồi bảo vật cũng là chuyện bình thường. Một thanh âm nữ tử thản nhiên vang lên từ trên tế đàn. Người nói chuyện là một trung niên mỹ phụ mặc áo choàng trắng, sau lưng là một đôi cánh ngũ sắc, vừa rồi trong lời nói còn chứa một chút hả hê. Bộ phu nhân, mới vừa rồi ta và Giản huynh cùng nhau chủ trì pháp trận, thông qua huyết tế chi lực đích xác cảm ứng được sự tồn tại của kiện huyền thiên trảm linh kiếm. Nhưng trong quá trình triệu hồi dường như mắc sai lầm gì đó, đột nhiên biến mất trên đường. Chẳng lẽ kiếm này đã thông linh, có thể tự mình phá hư không? Một thanh niên khác đột nhiên mở miệng, người này trên đầu có một cái sừng trắng đang phát sáng, đúng là tên mà nửa năm trước Hàn Lập từng gặp qua trên cự đảo, là độc giác thanh niên của Giác Đồng Tộc. Mà người nói chuyện đầu tiên hiển nhiên chính là tên ngư nhãn nhân của Hải Vương Tộc. Chỉ là lúc này trên mặt ngư nhãn nhân mang theo vài phần nhớn nhác. Có phải thật sự là huyền thiên chi bảo hay không thì hiển nhiên chỉ có hai vị đạo hữu chủ trì pháp trận biết. Ta chỉ ở bên ngoài phối hợp với hai vị đạo hữu. Một lão giả mặc tạo bào, sau lưng có một đôi cánh xám cho, cũng thản nhiên nói một câu. Hắn cầm một cây long đầu quải trượng, không chút nào che giấu lời nói châm chọc. Về phần phi linh tộc nhân còn lại thì mặc dù không nói gì thêm, nhưng ánh mắt nhìn về phía độc giác thanh niên và ngư nhãn nhân cũng có chút bất thiện. Độc giác thanh niên không trả lời gì, chỉ nhìn ngư nhãn nhân một cái, hai người môi khẽ nhúc nhích nhưng lại không hề phát ra âm thanh, hiển nhiên là đang truyền âm bàn bạc gì đó. Thấy bộ dáng hai người này không hề kiêng nể gì cả thì sắc mặt phi linh tộc nhân càng trở nên khó coi. Nếu đã thất bại thì chúng ta lập tức làm lại huyết tế một lần nữa. Hiện tại huyết khí chưa tan hết, hẳn là có thể làm việc này, chỉ cần kiện huyền thiên linh bảo vẫn còn đang trong khu vực của phi linh tộc các ngươi thì triệu hoán không thành vấn đề. Hai tên dị tộc tựa hồ thương lượng xong, độc giác thanh niên đột nhiên quay đầu lại nói, thần sắc có chút âm trầm. Làm lại một lần nữa, hai vị đạo hữu chẳng lẽ muốn ta cạn kiệt pháp lực sao? Mới vừa rồi huyết tế đã làm cho linh lực của ta tiêu hao hơn phân nửa, nếu cử hành lại thì sẽ hao tổn tới chân nguyên. Tạo bào lão giả đột nhiên dậm long đầu quải trượng xuống đất một cái, phát ra tiếng phanh làm cho cả tế đàn cũng lung lay. Nhuận Mỗ hiển nhiên biết việc này có chút ép buộc, nhưng so với khó khăn khi trong nửa năm diệt hai tộc, đánh chết vạn man hoang cự thú thì không là gì. Nếu cơ hội lần này mất đi thì mấy vị đạo hữu đều không thể đảm đương được trách nhiệm. Độc giác thanh niên nhắm mắt, không thèm để ý nói. Vừa nghe lời này, tảo bào lão giả lộ vẻ giận dữ, thân hình tiến lên vài bước, tựa hồ muốn khiển trách điều gì. Nhưng đúng lúc này, một tiếng ho nhẹ từ trong đám người truyền ra, lập tức vang lên một giọng nói khàn khàn. Siêu hiền đệ, bình tĩnh lại một chút, Duyệt đạo hữu đại diện Giác Hoàng tộc mà đến, sao có thể nói chuyện vô lý. Một nhân ảnh bị xương trắng bao phủ, nhìn không thấy dung mạo, tiếng nói vừa rồi phát ra từ người này. Hung huynh nói có lý, là Diêu Mỗ có chút lỗ mãng. Tạo bào lão giả nghe vậy thì sắc mặt đại biến, nhưng cũng nhanh trí, ngay lập tức cung kính trả lời. Hung đạo hữu có cao kiến gì chăng? Độc giác thanh niên thấy nhân ảnh thì thần sắc trở nên ngưng trọng, nhưng lập tức miễn cưỡng cười hỏi. Đích xác có chút thắc mắc, việc tiếp tục thực hiện cũng không khó, nhưng nếu vẫn không thành công thì thế nào? Nhân ảnh sau khi cười hắc hắc thì lạnh lùng hỏi. Nếu cả hai lần đều không thành công thì vật ấy thật sự đã không còn ở khu vực này, hai người chúng ta lập tức rời đi, điều kiện lúc trước cũng sẽ đáp ứng, tuyệt không đổi ý. Độc giác thanh niên không cần suy nghĩ, trả lời ngay. Trong lúc dị tộc này nói chuyện, ngư nhãn nhân ở một bên cũng không nói thêm gì, dường như cũng đồng ý. Tốt, có lời hứa này của đạo hữu là được, chúng ta sẽ tiếp tục giúp các người. Nhân ảnh dùng ngữ khí có vài phần ra lệnh nói với những người khác. Nói cũng kỳ quái, mấy tên phi linh tộc cấp cao khác nghe được lời ấy đều không có nửa điểm bất mãn, đều yên lặng gật đầu không một tiếng động. Chỉ sau một lát, bề mặt huyết hồ lại sục sôi, đồng thời một luồng hắc khí ngưng kết trên mặt hồ, huyết sắc vụ hải bắt đầu kịch liệt quay cuồng. Mà tại trung tâm tế đàn thì hoàn toàn bị huyết quang bao phủ, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng chú ngữ tối nghĩa. Một trận đau nhức giống như đầu bị xé làm hai truyền đến, Hàn Lập rốt cuộc tỉnh dậy. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt là một mảnh tối đen, lúc này hắn cố hết sức mở hai mắt nhưng hai mí mắt giống như bị núi đè, căn bản không thể mở ra. Lần này, Hàn Lập giật mình khi phát hiện mình đang nằm, lập tức cố gắng ngồi dậy, nhưng ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Trong lòng Hàn Lập trầm xuống, miễn cưỡng nhịn đau, tập trung một tia thần niệm còn sót lại trong thần thức, vội vàng nhìn kỹ tình huống trong cơ thể. Kết quả làm cho hắn không ngừng cười khổ, hiện tại chẳng những hắn mất hơn phân nửa số máu, mà pháp lực trong cơ thể cũng mất sạch. Càng tồi tệ chính là, nguyên nhân làm đầu đau nhức chính là thần niệm bị hao tổn quá nhiều, chỉ còn lại 1/10. Mà tất cả nguyên nhân là do lúc trước theo bản năng vô ý huy động thanh kiếm. Nghĩ đến việc huyền thiên quả thật hóa thành bảo kiếm, trong lòng Hàn Lập không ngừng quay cuồng, nhưng lại cảm thấy rất may mắn. Một kiếm kia chém ra, trời đất dường như biến sắc, chẳng những cắt đứt truyền tống, thậm chí còn xé toạc hư không. Một kiếm này chém ra, chẳng những pháp lực bị hấp thu hầu như không còn, mà ngay cả thần niệm chi lực đồng dạng cũng bị hấp thu hầu như không còn. Lúc nãy hắn bị hút vào hư không vỡ nát khiến bản thân hôn mê bất tỉnh. Bất quá bây giờ nhớ lại, một kiếm kia mơ hồ chỉ mới phát huy một chút uy lực. Kiếm này có thể hấp thu pháp lực cùng thần niệm, thậm chí cũng liên quan tới tinh huyết lúc trước mất đi. Hàn Lập âm thầm phỏng đoán sự việc, bất quá khi biết tình huống trong cơ thể, Hàn Lập ngược lại bình tĩnh hơn. Vô luận là tinh huyết hay pháp lực, thần niệm đều không tạo thành vết thương chí mạng, chỉ cần dùng đan dược, tĩnh dưỡng mấy năm là có thể khôi phục lại như trước. Hiện tại quá im ắng, có vẻ đã thoát khỏi nguy hiểm. Mặc dù hắn không thể mở mắt, thần niệm cũng không có cách nào phóng ra, nhưng từ mùi vị của gió thì hắn đoán rằng mình đang nằm ở một nơi nào đó gần biển, mà dưới thân lại mềm mại dị thường, có vẻ là bãi cỏ. Chẳng lẽ vẫn chưa bị truyền tống đến nơi quá xa? Trong lòng Hàn Lập có chút nghi hoặc, nhưng khi nghĩ lại thì thấy lo lắng. Hiện tại vô luận thân thể hay pháp lực đều không tốt, không thể nhúc nhích chút nào, chỉ có thể nằm yên. Không biết trải qua bao lâu, hai mắt Hàn Lập vừa động, miễn cưỡng mở mắt nhìn. Trước mắt là một bầu trời màu lam nhạt, không thấy huyết vân quỷ dị nọ, Hàn Lập nhẹ thở ra một hơi, rốt cuộc trở nên yên tâm. Lại trải qua mấy canh giờ nữa, Hàn Lập có thể cử động cổ, có thể ngẩng đầu nhìn mọi thứ xung quanh. Phảng phất đang ở trong một sơn cốc nhỏ, ba mặt là đồi núi, một mặt là lối ra. Diện tích sơn cốc bất quá chỉ hơn ngàn dặm mà thôi, mà hắn thì lại đang nằm giữa sơn cốc. Ánh mắt Hàn Lập lộ ra tia mỉm cười, khóe miệng co quắp một chút, nhưng lập tức lại cảm thấy đau miệng. Lúc này hắn mới phát hiện, cả cơ thể mình đang đau nhức dị thường. Từ khi hắn tu luyện Phạm Thánh Chân Ma Công đến nay vẫn chưa từng có cảm giác này. Xem ra việc huy động huyền thiên quả thực ngoại trừ bị hấp thu pháp lực và thần niệm, thì dường như cơ thể có cái gì cũng bị hấp thu hết. Nếu không phải thân thể hắn mạnh mẽ thì chắc không phải chỉ có bộ dáng thế này. Trong lòng âm thầm tự định giá, Hàn Lập vẫn yên lặng nằm trên bãi cỏ. Sau khi trải qua hơn nửa ngày, Hàn Lập động đậy ngón tay, dường như khôi phục lại một chút khí lực. Trên mặt Hàn Lập nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, nhưng lập tức đã biến mất không thấy đâu nữa. Bởi vì ngay lúc này, từ ngoài sơn cốc truyền đến tiếng phanh phanh như có thứ gì đó thật to nện xuống, xem độ chấn động của mặt đất thì có lẽ là một quái vật lớn đang đi vào tiểu cốc. Hàn Lập ngước mắt lên nhìn, nhất thời gắt gao nhìn thẳng về phía lối vào sơn cốc, thần sắc chợt trở nên ngưng trọng. Kết quả là một lát sau, một cự vật thân cao hơn 10 trượng đang tiến vào cốc, đúng là một con cua lớn. Hai mắt con cua này chớp một cái, cả người phát ra thanh sắc u quang, phảng phất như mặc một kiện thanh sắc chiến giáp. Mà trên chiến giáp lại còn có gai nhọn khiến người ta phải hấp một ngụm lương khí, không lạnh mà run. Cự giải ngay từ đầu hiển nhiên vẫn chưa phát hiện sự tồn tại của Hàn Lập, tiến thẳng về phía đồi núi, chỉ một lát sau đã tiến vào một vách núi, hai càng gắp một tảng đá lớn cho vào miệng. trong miệng phát ra tiếng rát chi làm cho người ta nổi da gà. Thấy cự giải vẫn chưa làm khó dễ mình, sắc mặt Hàn Lập buông lỏng, vẻ ngưng trọng giảm đi vài phần. Cự giải ở bên kia sau khi cắn nuốt mười mấy tảng đá lớn thì con ngươi màu xanh đột nhiên chợt lóe, thân hình vừa chuyển, trực tiếp tiến về phía Hàn Lập. Hai mắt Hàn Lập co rụt lại, cùng cự giải nhìn nhau. Bỗng nhiên từ trong miệng cự giải phát ra tiếng tê tê quái dị, tiếp theo hai càng vung lên, khí thế hung hãn đánh thẳng về phía Hàn Lập. Sắc mặt Hàn Lập vô cùng âm trầm, hàn mang trong mắt chớp động, không hề có chút cảm tình nhìn thẳng vào cự giải, không chút nào kinh sợ. Chương 1535, Xà Nhân. Mặc dù cự giải khổng lồ, nhưng tốc độ lại không chậm, chỉ chốc lát đã tới cách Hàn Lập 7-8 trượng, cơ hồ chỉ một lần bò nữa là có thể dùng hai càng công kích Hàn Lập. Vẻ tàn khốc trong mắt Hàn Lập chợt lóe, người hơi căng lên, đồng thời miệng vừa động, dường như sẽ phun vật gì đó ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một tiếng rít truyền đến, tiếp theo một đạo ngân mang chợt lóe lên, một vật từ xa bắn tới, chỉ chốc lát đã đánh lên thân hình khổng lồ của cự giải. Tiêm giáp màu xanh nhìn như cứng không thể phá, nhưng khi ngân mang đánh vào lại phát ra một tiếng vang, ngân giáp bị phá vỡ. Một dòng máu xanh tuôn ra, ngân mang kia rõ ràng là một cây ngân xoa dài một trượng, nhưng nửa phần phía trên lại gắt gao cắm vào lưng cự giải, chỉ lộ ra nửa phần chuôi bên dưới mà thôi. Cự giải bị thương, phát ra một tiếng hống kinh thiên động địa, thân hình lập tức ngừng lại rồi đổi hướng cốc khẩu phóng tới. Công kích vừa nãy vẫn chưa tạo thành thương tổn quá lớn cho quái vật, ngược lại còn kích phát hung tính của nó. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập hiển nhiên kinh ngạc, cũng vội xoay đầu nhìn về phía cốc khẩu. Chỉ thấy lối vào sơn cốc không biết từ khi nào đã xuất hiện mười mấy đạo nhân ảnh chiều cao không đồng nhất. Những nhân ảnh này nhìn qua thì nam nữ đều có, trong tay cầm tiêu thương ngân quang thiểm động. Trong đó hai tay nam nhân tráng kiện, còn nữ nhân thì mặc quần áo bó sát, cũng lộ ra khí tức mạnh mẽ. Ánh mắt Hàn Lập khi đảo qua những người này thì trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng người này dĩ nhiên từ phần eo trở xuống không phải là đôi chân mà là thân rắn, màu sắc khác nhau, lại có vảy màu nhạt. Đây là dị tộc nhân, dường như từ trước đến giờ hắn chưa nghe nói qua dị tộc loại này. Trong lòng Hàn Lập lập tức có kết luận, không chờ hắn suy nghĩ, cự giải đã phóng tới gần đám nam nữ dị tộc này. Nhưng một gã đại hán cầm đầu ra hiệu, lập tức bóng người nhanh như chớp bay lên, bày thành hai hàng, 6 gã nam tử phía trước, 7 nữ tử ở phía sau. Đại hán quát một tiếng chói tai, nhất thời đám người cùng đồng thời nắm chặt ngân thương trong tay. Nhất thời 6 đạo ngân mang chợt lóe, đánh trúng thân hình to lớn của cự giải, nhưng đồng dạng chỉ có thể đâm một nửa vào thân hình nó, cũng không thể thật sự làm trọng thương quái vật này. Máu chảy ra càng làm cự giải nổi giận, há miệng phun ra một đoàn tinh khí giống như bọt. Đại hán vừa thấy bọt này, sắc mặt khẽ biến, trong miệng nhanh chóng niệm hai câu, mơ hồ có chút gấp gáp. Bàn tay đưa ra phía sau lưng, dĩ nhiên móc ra một viên đá biển màu trắng, phía trên mơ hồ có quang mang thiểm động, tựa hồ có chút không giống vật bình thường. Nhưng đại hán lại không chút chần chờ cầm vật trong tay ném vào đám bọt. Viên đá trong nháy mắt rời khỏi tay, hóa thành một đoàn hồng quang bắn ra, mà sau khi va chạm cùng đám bọt thì lại phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Một đoàn liệt diễm đem đám bọt vây vào trong, một lát sau thì cả hai đều biến mất. Cự giải nhân cơ hội này phóng tới những tộc nhân khác gần đó, nhưng lúc này, 6 người hàng đầu tiên đột nhiên nhảy lên chia làm hai hướng, đánh thẳng về hai bên sườn cự giải, sau đó cổ tay đồng thời rung lên, thân thể ngã về phía sau, nguyên bản cự giải khí thế hung hãn chợt ngưng lại, nhất thời đứng yên tại chỗ. Lam mang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, lúc này mới nhìn rõ trên cổ tay những người này hóa ra có những sợi tơ tằm trong suốt, 6 gã dị tộc dùng sức, trói chặt quái vật. 6 gã nam tử dị tộc này quả nhiên rất mạnh, bất quá càng làm cho Hàn Lập để tâm chính là trên cổ tay bọn họ đều mang theo găng tay màu vàng, mặt ngoài có linh quang chớp động, tựa hồ là một kiện pháp khí cấp thấp. 6 người này dùng sức mạnh cộng với găng tay khiến cho cự giải phải dừng lại. Bất quá chỉ trì hoãn trong chốc lát, hai càng của cự giải liền nhanh như chớp đánh ra. Nhất thời hai tiếng phanh phanh buồn bực vang lên, 6 sợi tơ tằm bị cắt đứt hai sợi, khiến hai gã nam tử dị tộc đang liều mạng dùng sức kéo, ngay lập tức ngã lăn ra ngoài. Mắt thấy càng lớn của cự giải chỉ sau vài lần huy động là có thể hoàn toàn thoát khỏi trói buộc. Nhưng đúng lúc này, hàng nữ dị tộc nhân lại phóng ngân xoa trong tay ra. Một âm thanh trầm muộn vang lên, cự giải phát ra một tiếng kêu thảm thiết, 6 chân đều bị một thứ gì đó đâm xuyên vào, chỉ còn 2 chân tuy không bị thương tổn nhưng nhất thời lại nghiêng ngả. Không thể duy trì thăng bằng, ầm một tiếng, thân hình khổng lồ của cự giải ngã sấp xuống mặt đất, đem phụ cận gần đó biến thành một cái hố khổng lồ. Lần này, nguyên bản thần sắc những dị tộc nhân khác có chút khẩn trương, lập tức đều hoan hô, tựa hồ đã nắm được thắng lợi. Mà cự giải mất đi năng lực hành động thì đích xác cũng không còn lực hoàn thủ. Những dị tộc nhân này không phân biệt nam nữ, tới gần cự giải khoảng một trượng, đem vũ khí sau lưng đâm vào tất cả những chỗ yếu hại của cự giải. Khoảng cách gần như thế, cộng thêm cự giải không thể đứng dậy, cho nên lần công kích này hiển nhiên không thất bại. Chỉ chốc lát, cự giải đã bị hơn 10 cây tiêu thương cùng phi xoa đâm xuyên qua thân thể, hoàn toàn chết đi. Hàn Lập nằm trên mặt đất nhìn thấy tất cả, thần sắc tuy bình tĩnh nhưng ý niệm trong đầu lại cấp tốc xoay chuyển. Dị tộc nhân này dùng thủ pháp cùng vũ khí thấp giai đánh chết cự giải, tựa hồ có chút lai lịch, bất quá chỉ dựa vào chút năng lực đó thì cho dù hiện tại hắn không thể đứng dậy, họ cũng không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng thật ra đám dị tộc nhân này mặc dù thân thủ rất nhanh, nhưng trên người không có chút linh khí, bộ dáng xem ra không giống người tu tiên, ngược lại giống với luyện thể sĩ trong nhân tộc. Hàn Lập đang tự định giá thì những dị tộc nhân này trong nháy mắt đã phá vỏ cua ra, đem thịt cua cùng một số thứ có thể ăn được, tất cả đều đặt ngay ngắn trên mặt đất, tất cả đều vô cùng nhuần nhuyễn. Hiển nhiên việc đánh chết cự giải không phải là lần đầu tiên. Lúc này, một nữ tử dị tộc nhân tương đối dễ nhìn, có vẻ mềm mại nữ tính đột nhiên trườn tới chỗ đại hán cầm đầu, sau đó dùng ngón tay chỉ về chỗ Hàn Lập đang nằm, trong miệng phát ra tiếng dễ nghe, có chút gần giống như ngôn ngữ nhân tộc, nhưng khi cố gắng lắng nghe thì lại nghe không rõ, và lại còn có vài ba phần mơ hồ. Tên đại hán kia da màu cổ đồng, vóc người cao lớn, là một gã nửa phần thân dưới là rắn. Đại hán nghe nữ tử nói xong, một đôi tinh quang từ mắt trong nháy mắt nhìn về phía Hàn Lập, hiển nhiên vừa lúc chạm với ánh mắt của Hàn Lập. Thấy ánh mắt Hàn Lập bình tĩnh như nước, đại hán dùng mình, ánh mắt sau khi nhìn qua hai chân Hàn Lập thì sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vội vàng cùng nữ tử nói hai câu rồi vội vã đi về phía Hàn Lập. Đừng nhìn nửa thân dưới của đại hán là rắn mà lầm, tốc độ thật ra rất nhanh, chỉ vài lần trườn đã đi hơn 10 trượng, sau vài lần hô hấp đã tới ngay trước mặt Hàn Lập. Hàn Lập yên lặng nhìn dị tộc trước mặt, vẫn chưa mở miệng nói gì, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện tiểu phúc của hắn vẫn chưa khôi phục lại bình thường, vẫn có chút căng lên. Đương nhiên đại hán lần đầu tiên thấy Hàn Lập nên không nhìn ra có điều gì không ổn. Bất quá đại hán đột nhiên khom người, giơ tay ra trước ngực làm bộ dáng thi lễ, đồng thời trong miệng nói ra một câu mà Hàn Lập nghe không hiểu. Hàn Lập nhếch miệng, lộ ra một tia cười khổ, ngay cả khi hắn tại Thiên Nguyên Thành, cơ hồ đem tất cả ngôn ngữ dị tộc học hết, nhưng ngôn ngữ của đại hán trước mắt thì lại không hề biết. Sau khi do dự một chút, Hàn Lập dùng một loại ngôn ngữ tương đối thông dụng ở Phong Nguyên Đại Lục hỏi hai câu, nhưng lại thấy vẻ mặt đại hán mờ mịt, hiển nhiên không thể hiểu. Hắn nhướng mày, lại liên tiếp đổi sang nhiều loại ngôn ngữ khác, nhưng đại hán vẫn như nước chảy lá môn, hoàn toàn không hiểu. Hàn Lập thở dài một hơi, không nói gì nữa. Nhưng lúc này đại hán cẩn thận nhìn bộ dáng Hàn Lập, tựa hồ nhận ra Hàn Lập không thể nhúc nhích, đột nhiên quay đầu lại gọi to vài tộc nhân khác. Nhất thời bốn nữ tử lập tức ngừng tay, chạy về phía này. Đại hán nghiêm nghị phân phó vài câu, mấy nữ tử lộ vẻ giật mình nhìn Hàn Lập vài lần, lập tức lộ ra vẻ kính sợ. Những nữ tử này sau khi thi lễ với Hàn Lập thì đều đi về phía sơn cốc gần đó. Chỉ thấy ngân quang chợt lóe, cây cối bị các nàng dùng ngân nhận trong tay chặt đứt. Ngân nhận trong tay nữ tử dị tộc huy động, chỉ một lát đã dùng cây cùng một ít da thú mang theo tùy thân làm thành một cái cáng. Sau đó nữ tử dị tộc cầm lấy chạy về phía này. Hàn Lập đến lúc này hiển nhiên hoàn toàn nhìn ra những xà nhân này không có ác ý, tiểu phúc mới lặng lẽ khôi phục như thường. Sau đó bốn xà nữ đem võng tới trước mặt Hàn Lập, cung kính nói vài câu gì đó. Cho dù không nói được, nhưng giờ phút này Hàn Lập cũng biết dụng ý của các nàng, sau khi hơi trầm ngâm thì liền gật đầu. Nhất thời mấy xà nhân lộ ra vẻ vui mừng. Hai xà nữ sau khi thi lễ thì cẩn thận nhấc hai chân rồi tới nửa người trên của Hàn Lập để lên trên võng. Hai nữ tử cẩn thận giúp Hàn Lập sửa tư thế, tránh Hàn Lập có cảm giác không khỏe. Chương 1536, Hỏa Dương Tộc. Giờ phút này những xà nhân khác cũng đã chia cự giải xong, đem tài liệu cùng thịt chất vài túi da thú mềm mại trên lưng. Đám người này đều có hơn 2 trượng, cơ hồ mang theo thể tích gấp đôi. Nhưng những thứ này trên lưng xà nhân lại chẳng khiến họ chật vật, vẫn dễ dàng tự nhiên, bởi vậy có thể thấy khí lực của họ cực kỳ kinh người. Bốn nữ xà nhân sau khi mang Hàn Lập tới thì đại hán hét một tiếng, nam xà nhân mang theo đồ vật gia nhập vào đội ngũ, đoàn người cứ như vậy đi ra ngoài sơn cốc. Đi ra cốc khẩu, trước mắt Hàn Lập sáng người, lúc này hắn mới phát hiện, cách cốc khẩu vài dặm là sóng biển đang vỗ. Sơn cốc này hóa ra lại ở gần biển như thế, trách không được lại có loại quái vật như cự giải vừa rồi. Bất quá, hiện tại ngoài khơi vô cùng yên tĩnh, ngoài trừ gió biển mang theo chút ẩm ướt ra thì cũng không có sóng lớn. Cũng bởi vì vậy mà khi Hàn Lập còn ở trong sơn cốc không hề nghe tiếng sóng. Những xà nhân này mang Hàn Lập đi dọc theo bờ biển, một lát sau, khi đã đi qua vài con đường ngoằn nghèo, đánh giá khắp nơi một chút thì Hàn Lập trong lòng chợt hiểu. Nơi đây không phải là ven biển đại lục gì, mà là một biển đảo xa lạ, đi khoảng 10 dặm, đội ngũ rốt cuộc tới một bãi đá ngầm. Tại bãi đá ngầm này có 7-8 chiếc thuyền cổ quái, dài ngắn khác nhau, trong đó có một cái lớn hơn tất cả, có thể ngồi được 4-5 người, còn lại thì nhiều nhất chỉ ngồi được 2 người. Những chiếc thuyền này đơn giản, dùng các loại đầu quái thú khảm vào, thân thuyền được làm bằng gỗ. Hàn Lập và hai xà nữ ngồi trên chiếc thuyền lớn nhất, những người khác thì dùng thuyền nhỏ hơn, sau đó đoàn người trèo ra biển. Những xà nhân này vô luận là nam hay nữ cũng đều có thể lực hơn người, mái chèo cứ khoan thai, không chút nào dừng lại. Điều này làm cho chiếc thuyền phá nước lao về phía trước như tên bắn. Ngoài khơi vô cùng an tĩnh, không thấy có thú biển nào công kích thuyền nhỏ. Kết quả chỉ sau một thời thần, phía trước xuất hiện một điểm đen, rõ ràng là một. Hàn Lập híp hai mắt lại, lam mang trong đồng tử chợt lóe, đem cảnh vật phía xa nhìn thấy đại khái. Đây là một hòn đảo nhỏ diện tích khoảng mấy trăm dặm, trên đảo là cây cỏ xanh tươi, tựa hồ là một nơi rất đẹp. Bất quá trên đảo có một cự sơn, trên đỉnh có chút màu hồng, phía dưới thì có chút xám trắng, tựa hồ là một ngọn núi lửa. Những thứ khác trên đảo, bởi vì Hàn Lập chưa khôi phục pháp lực nên không thể tăng khả năng của linh mục thần thông, hiển nhiên không thể nhìn thêm được gì. Chiếc thuyền theo gió vượt sóng, nhanh chóng cập bờ. Sau thời gian một bữa cơm thì chỉ còn cách đảo này còn chưa tới 10 dặm. Đúng lúc này, nguyên bản bầu trời đang yên lặng chợt biến đổi, vô số mây đen hiện ra, tiếp theo biển nổi gió lớn, mưa tầm tả từ trên mây đen đổ xuống ầm ầm. Khí trời ngoài khơi biến hóa cực nhanh, thật sự làm cho người ta khó có thể tin. Nhưng mấy thứ này cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với thuyền, bởi vì xà nhân trên thuyền bôi thứ gì đó vào thuyền khiến chiếc thuyền, một màn hào quang bỗng xuất hiện đem thuyền bảo vệ vào trong. Nhưng ánh mắt xà nhân vẫn chưa vì vậy mà buông lỏng. Bởi vì khí trời ngoài khơi lại đột nhiên biến đổi, sóng lớn đồng thời vọt thẳng lên cao, dùng khí thế phô thiên cái địa đánh xuống thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ bất quá chỉ dài 2-3 trượng, trước mặt sóng lớn có vẻ vô cùng nhỏ bé, bộ dáng không thể kháng cự. Nhưng bởi vì có bạch sắc quang tráo bảo vệ cho nên cũng không xuất hiện chuyện tình thuyền lật người chết. Nhưng chúng đối mặt với sóng biển có vẻ kinh hiểm vạn phần, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, không thể di chuyển tới phía trước. Hàn Lập thấy cảnh này thì ngẩn ra, ánh mắt sau khi đảo qua hai nữ xà thì phát hiện mặc dù ánh mắt các nàng ngưng trọng, nhưng vẫn chưa lộ ra vẻ kinh hoàng nhiều lắm. Xem ra những xà nhân này hẳn là có cách ứng phó. Quả nhiên đúng như Hàn Lập nghĩ, ngay lúc chiếc thuyền kinh hiểm vạn phần, đột nhiên từ trên mặt biển cách đó không xa xuất hiện một bạch sắc quang trụ chợt lóe lên thì biến mất vào trong mây đen. Nhất thời từ trong mây đen truyền ra một trận ầm ầm, một quang đoàn thật lớn bạo liệt ra, bạch sắc khí lãng sau khi quay cuồng thì đem mây đen đầy trời phá toang thành một lỗ hổng cực lớn cỡ trăm trượng. Hàn Lập hiển nhiên kinh hãi, không khỏi hướng về phía biển đảo nhìn vài lần. Nhưng tốc độ quang trụ thật sự quá nhanh, hơn nữa chỉ chợt lóe, hắn thật sự không thấy rõ từ nơi nào trên đảo bắn ra. Mây đen sau khi bị thủng thành một lỗ lớn thì cuồng phong, sóng lớn trên mặt biển cũng yếu đi, mặc dù không có khả năng gió êm sóng lặng, nhưng chiếc thuyền dưới sự chèo lái của xà nhân lại lần nữa hướng về phía đảo mà đi. Một lát sau, thuyền cập vào bến thuyền trên đảo, sau đó mọi người xuống thuyền. Hàn Lập cũng được 4 xà nữ lần nữa dùng võng nâng lên bờ. Lúc này, Hàn Lập không nhịn được xoay đầu nhìn bầu trời gần đó, hiển nhiên thiên tượng biến đổi cũng không duy trì lâu, không trung lần nữa tràn ngập mây đen, ngoài khơi lại sóng to gió lớn. Nhưng đối với chúng xà nhân đã an toàn lên bờ mà nói thì chuyện này không còn quan hệ gì nữa. Hàn Lập lộ ra vẻ trầm ngâm, lộ ra vẻ hứng thú đối với bạch sắc quang trụ trên đảo. Mặc dù thần niệm hắn bị hao tổn, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy linh lực quang trụ này vô cùng hỗn tạp, không phải là do kẻ có thần thông lớn ra tay, giống như là một pháp trận hoặc là pháp khí nào đó, mượn lực của linh thạch tạo thành. Uy lực như thế mặc dù không đạt trong lòng Hàn Lập, nhưng hiện tại trên đảo nhỏ của dị tộc này thì vẫn có chút kỳ quái. Bất quá ý niệm này chỉ chợt lóe lên trong đầu Hàn Lập, ánh mắt hắn lại trở về với những thứ thực tế trước mắt. Bến tàu nhỏ này không phải là không có người, chẳng những trên bờ là những nhà đá cao thấp không đồng nhất, mà ở giữa lại có một bãi đá cao chừng trăm trượng. Trên bãi đá có một ngôi nhà bằng gỗ nhỏ, trên đó mơ hồ có xà nhân khác đang đứng. Đúng lúc này, trong phòng đá đi ra 7-8 xà nhân, hơn phân nửa là nữ, nam ít hơn. Cầm đầu chính là một xà nữ hơn 20 tuổi, vóc người đầy đặn dị thường, dung mạo diễm lệ. Ánh mắt nữ xà đảo qua trên đám người đại hán, thấy túi da căng phồng thì trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười mê người, nhưng khi ánh mắt đảo qua trên đội ngũ có Hàn Lập thì không khỏi ngẩn người. Lúc này, đại hán đã tiến nhanh tới, sau khi thi lễ thì ngưng trọng nói với nữ xà này vài câu gì đó. Diễm lệ xà nữ sau khi nghe xong, đôi mắt đẹp đảo qua chân Hàn Lập một cái, đồng dạng cũng lộ ra vẻ kinh nghi. Đột nhiên nữ xà động thân, sau vài lần đã thướt tha lướt tới trước người Hàn Lập, mở miệng nói một loại ngôn ngữ cổ quái, Hàn Lập nhíu mày lắc đầu. Nhưng xà nữ này lại không chịu thua, liên tiếp thay đổi 7-8 loại khác, đến loại ngôn ngữ cuối cùng, thần sắc Hàn Lập vừa động, dĩ nhiên thật sự đã hiểu. Rõ ràng là ngôn ngữ phi linh tộc, bất quá nữ xà này nói lắp bắp, bộ dáng không quá thuần thục. Ngươi hiểu được tiếng phi linh tộc, Hàn Lập lộ ra một chút ngoài ý muốn, chậm rãi mở miệng. Thượng tộc đại nhân cũng hiểu phi linh ngữ, thật là tốt quá. Thiếp thân là Viêm Vũ, phụ trách cúng tế Hỏa Dương tộc, không biết thượng tộc đại nhân đây xưng hô thế nào. Xà nữ thấy Hàn Lập hiểu được phi linh ngữ, nhất thời mừng rỡ, thi lễ trả lời. Cứ gọi ta là Hàn tiên sinh. Hỏa Dương tộc, đây là lần đầu tiên ta nghe nói đến, ta ngoài ý muốn bị lạc đến đây, nơi này là hải vực nào vậy? Hàn Lập nhướng mày, chậm rãi hỏi, đây chỉ là một phân nhánh nho nhỏ của Hỏa Dương tộc, Hàn tiên sinh không biết cũng là chuyện bình thường. Đại nhân là người ngoài Hỏa Dương tộc, đây thật là vinh hạnh lớn lao. Bất quá thiếp thân chỉ trợ giúp cúng tế, đối với thượng tộc của hải vực gần đây cũng không biết nhiều chuyện, không có tư cách tự mình tiếp đãi Hàn tiên sinh. Ta sẽ tự mình dẫn đại nhân đi gặp đại tế ti của tộc. Nếu đại nhân có vấn đề gì thắc mắc thì có lẽ đại tế ti có thể trả lời. Lời xà nữ này không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh. Đại tế ti, ánh mắt Hàn Lập có chút mơ màng, khi đảo qua trên người nữ xà này vài vòng thì cảm ứng được trên người nàng có linh khí. Thần nữ này mặc dù chỉ có tu vi luyện khí kỳ, nhưng đích thật là người tu tiên. Bất quá nếu tu vi nữ xà này thấp như thế thì vị đại tế ti kia chắc cũng không quá cao, không có gì cần phải e ngại. Hàn Lập thầm tính toán như thế, sau đó mới thản nhiên gật đầu. Diễm lệ xà nữ thấy Hàn Lập đáp ứng thì thở dài một hơi, trong lòng nàng, khí tức vị thượng tộc này thật sự có chút kỳ quái. Nói là cường đại thì linh áp lại như có như không, tựa hồ không mạnh hơn nàng bao nhiêu, nhưng nếu nói yếu thì nàng đã sớm dùng thần niệm quét qua, căn bản không thể nhìn thấu cảnh giới tu vi đối phương. Loại tình huống quỷ dị này hiển nhiên cứ giao cho đại tế ti xử lý thì thỏa đáng hơn. Sau khi xà nữ này phân phó đám người đại hán vài câu thì lấy ra từ bên hông một cái áo ra, mở ra một linh điểu toàn thân trắng như tuyết. Linh điểu này lớn cỡ nắm tay, giống như anh Vũ, nhưng hai mắt lại màu hồng, giống như là hai ngọn lửa. Xà nữ dùng tay vuốt linh điểu vài cái, trong miệng phát ra vài âm thanh quái dị, sau đó nhẹ nhàng buông tay. Nhất thời linh điểu hóa thành một đạo bạch quang bay về chỗ sâu trong đảo, sau vài lần chớp động đã biến mất không thấy bóng dáng. Thiếp thân đã thông báo cho đại tế tê, tiếp theo ta sẽ tự mình hộ tống Hàn tiên sinh đến Hỏa Dương thành của chúng ta. Nữ xà này tươi cười nói. Hàn Lập nhíu mày, cũng không tỏ vẻ phản đối, ngược lại nhắm hai mắt lại. Thấy bộ dáng Hàn Lập có vẻ đồng ý, nữ xà này cũng không nghĩ nhiều, tự mình dẫn theo 4 xà nữ khiêng Hàn Lập, dọc theo con đường nhỏ đi về phía trung tâm đảo. Chương 1537, Đại tế ti. Hải đảo rộng chừng mấy trăm dặm, mấy xà nữ này động tác rất nhanh, nhưng nếu đi bộ tới trung tâm đảo thì cũng sợ không phải là chuyện nhất thời nửa khắc. Nhưng dưới sự dẫn đường của Viêm Vũ, đoàn người đi vào trong đảo vài dặm thì phía trước xuất hiện một tòa kiến trúc giản dị làm bằng đá, bên trong là vài nam nữ xà nhân đang trò chuyện, bên cạnh là vài chiếc xe đen, được kéo bởi những con thằn lằn. Những xà nhân này vừa thấy diễm lệ nữ tử đi tới, lập tức có hai người chạy ra ân cần hỏi thăm. Nhưng Viêm Vũ thản nhiên phân phó vài câu, liền chỉ tay vào một chiếc xe đen. Hai xà nhân lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được liền nhìn về phía Hàn Lập, sau đó mới đáp ứng. Bọn họ lập tức trở về, đem theo một chiếc xe được kéo bởi hai con thằn lằn lại, hơn nữa còn dắt thêm 3 con thằn khác. Hàn Lập được xà nữ này cẩn thận đỡ lên xe, sau đó hai xà nữ ngồi trước xe, 3 người còn lại thì mỗi người cưỡi một con thằn lằn. Bởi vì xà nữ không có chân, nên trên lưng thằn lằn cũng được cố định một loại dây đai kỳ lạ, vừa lúc mang đuôi của các nàng bỏ vào trong đó. Thằn lằn nhìn có vẻ ngu ngốc, chạy vô cùng sốc nảy, nhưng 4 chân lại huy động hết sức nhanh, chỉ một chút là có thể nhảy xa 20 trượng, tốc độ quả thực không chậm. Do vậy tốc độ đoàn người lập tức tăng lên mấy lần. Gần 2 canh giờ sau, các nàng liền tới trước một tòa thổ thành. Đích thật là một thổ thành hàng thật giá thật, diện tích không lớn, chỉ khoảng hơn 10 dặm, tường thành đầy bụi, tất cả đều dùng bùn đất tạo thành. Bên trong thành có nhiều thổ ốc lớn nhỏ không đồng nhất, rất ít thấy kiến trúc được làm từ đá. Hàn Lập thấy cảnh này, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng nét mặt lại không lộ ra chút dị sắc nào, ngược lại nhìn về phía hơn 10 xà nhân đứng thủ vệ ở cửa thành. Thủ vệ đồng dạng cũng là nam ít nữ nhiều, nhưng trên người bọn họ bao trùm một loại khôi giáp được làm từ chất liệu nào đó, trong tay cầm trường mâu chói mắt, phía sau lưng mang ngân xoa tiêu thương, bộ dáng như võ trang hạng nặng. Mà từ xa nhìn lại, trên tường gần đó cũng có rất nhiều võ trang xà nhân đứng thẳng. Dường như canh phòng rất nghiêm ngặt, Viêm Vũ tới trước cửa thành, điều khiển thằn lằn dừng lại, sau đó thả người nhảy xuống. Từ trong đám xà nhân thủ vệ đi ra một nữ xà, mỉm cười bắt chuyện với nữ tế ti này. Nữ tế ti nhìn thấy đối phương cũng vô cùng cao hứng, tiến lên nói chuyện, nhưng không bao lâu sau liền chỉ về đoàn xe phía sau, thần sắc trở nên ngưng trọng. Thủ vệ xà nhân đồng dạng thu hồi vẻ tươi cười, gật đầu, sau đó khoát tay, lập tức thủ vệ tránh ra tạo thành một cái lối đi. Diễm lệ xà nữ lần nữa nhảy lên thằn lằn, mang theo xe đen tiến vào trong thổ thành. Hàn Lập ngồi trong xe, không ngừng đánh giá thổ thành này. Thổ thành mặc dù không lớn, nhưng các con đường trong thành lại rộng lớn vô cùng, hơn nữa còn dùng đá trắng lát thành, so với màu vàng đất của những phòng ốc ven đường thì hoàn toàn bất đồng, tạo nên sự nổi bật. Mà ở hai bên ngã tư đường lại có rất nhiều xà nhân đi tới đi lui. Nam xà thì cao lớn có lực, nữ xà cũng khỏe mạnh, hơn nữa lại mang theo binh nhận. Một số xà nhân lớn tuổi cũng cầm thương xoa, bất quá kích thước nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa thoạt nhìn thì chỉ dùng để làm gậy trống khi đi đường. Nhìn tới đây, Hàn Lập không khỏi trầm ngâm, dị tộc Quyên Thị này mặc dù lần đầu tiên hắn nghe nói, nhưng tộc nhân lại giống như lính, không biết số lượng người tu tiên trong tộc có nhiều hay không. Nếu tỷ lệ người tu tiên đông, thì với thể lực mạnh mẽ trời sinh như vậy, thực lực sợ rằng không kém. Mà dị tộc cường đại như vậy, như thế nào hắn lại chưa bao giờ nghe nói qua. Hàn Lập cũng chú ý tới một điểm, đó là số lượng xà nam so với xà nữ thì ít hơn nhiều. Đoạn đường kế tiếp, đại khái trên đường xuất hiện số lượng xà nữ gấp đôi xà nam. Hơn nữa màu sắc của những xà nhân này cũng có chút bất đồng. Trong đó màu lục nhạt và màu vàng đất là nhiều nhất, nhưng địa vị có lẽ thấp nhất, mà màu trắng và đen thì ít hơn, phần lớn đều được xà nhân khác vây quanh, tựa hồ có địa vị nhất định trong tộc. Về phần những màu sắc khác thì Hàn Lập vẫn chưa thấy qua. Hàn Lập đứng trong xe yên lặng phân tích những điều vừa thấy, nhưng không bao lâu xe đã chạy tới một sân rộng. Ngay trên sân bất ngờ xây dựng một điện phụ được làm từ gỗ và đất sét, mặt ngoài được khảm những vỏ sò ngũ sắc. Nhưng những điều này cũng không thể hấp dẫn Hàn Lập, ánh mắt hắn rơi vào một đồ vật cổ quái giữa sân rộng. Đó là một đồ vật giống như viên chùy, dùng thanh đồng chế thành, cao ước chừng hơn 10 trượng, mặt ngoài có một số hoa văn kỳ quái, mơ hồ có một tầng bạch quang chớp động. Bốn phía đồ vật này phân biệt đứng 7-8 nam nữ xà nhân mặc áo bào trắng, trong tay ẩn ước có linh quang chớp động. Hai mắt Hàn Lập híp lại, lập tức liền thấy mấy người này đang đem vật gì đó xuống đáy của đồ vật cổ quái này, mặc dù vật này to cỡ nắm tay, nhưng lại có nhiều màu sắc khác nhau, dường như không phải là linh thạch. Mấy tên nam xà nữ áo bào trắng này cùng diễm lệ xà nữ đều giống nhau, trên người đều có linh khí ba động, nhưng nói về tu vi thì hơn hẳn diễm lệ xà nữ. Bất quá, đám người áo trắng vừa thấy Viêm Vũ cùng đoàn xe xuất hiện thì lập tức có hai người đi tới. Mà lúc này, Hàn Lập cũng được những người khác một lần nữa đỡ xuống, hơn nữa còn cẩn thận chuẩn bị cho một cái ghế trúc để ngồi. Hàn Lập thản nhiên nhìn mấy người trước mặt nói chuyện với nhau, mặc dù không thể hiểu, nhưng rõ ràng hai gã xà nhân áo trắng có chút tôn kính đối với diễm lệ xà nữ. Đúng lúc này, từ trong điện phủ đối diện sân rộng đi ra hai hàng xà nhân mặc áo bào trắng khác. Một hàng là nữ xà, một hàng là nam xà, chậm rãi đi về phía Hàn Lập. Thấy cảnh này, vẻ mặt diễm lệ xà nữ cũng những xà nhân khác trong sân chợt biến đổi, lập tức đứng qua một bên, thần sắc cung kính. Sau khi hai hàng xà nhân áo bào trắng sắp xếp chỉnh tề, từ bên trong lại đi ra một gã hồng bào nhân. Vừa thấy người này, trên mặt Hàn Lập hiện lên một tia ngoài ý muốn. Đây là một khuôn mặt bình thường, là một nữ nhân vóc người thon thả, nửa người dưới rõ ràng là chân của nhân tộc, không phải là thân rắn. Càng làm cho Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn chính là hắn cảm nhận được pháp lực ba động trên người nữ nhân này là Nguyên Anh Kỳ. Thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng mặc dù xà nhân áo trắng trong sân đều có linh khí ba động, nhưng tu vi cao nhất cũng bất quá chỉ là một gã nam xà trúc cơ kỳ, còn phần lớn đều là luyện khí kỳ. Dưới tình huống như vậy lại tồn tại một người tu tiên cấp cao, khoảng cách chênh lệch cũng thật lớn a. Phụ nhân kia sau khi đảo mắt qua trên người Hàn Lập thì đồng dạng cũng lộ ra vẻ giật mình, nhưng liền chấn định, vội vàng đi tới. Vãn bối Hỏa Nguyệt, bái kiến Hàn tiền bối. Phụ nhân đến trước người Hàn Lập, khom người thi lễ, trong miệng đúng là ngôn ngữ Phi Linh tộc. Ngươi chính là đại tế thi của Hỏa Dương tộc. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, chậm rãi hỏi. Đúng là vãn bối, nơi này không phải là nơi nói chuyện, tiền bối có thể theo ta vào trong điện được không? Phụ nhân tươi cười nói. Được, ta cũng có rất nhiều chuyện cần hỏi. Hàn Lập không suy nghĩ thêm, gật đầu đồng ý. Đa tạ tiền bối đã nể mặt. Mấy người các ngươi còn không giúp tiền bối tiến vào đại điện. Phụ nhân mừng rỡ, quay đầy lại phân phó với những xà nữ áo bào trắng bên cạnh. Nhất thời đám xà nữ đại loạn một trận, lập tức có hai người tiến lên, cẩn thận khiên ghế trúc Hàn Lập lên, sau đó đi về hướng điện phủ. Lập tức phụ nhân khoát tay, đám người đứng hai bên cũng đi theo sát phía sau. Một lát sau, Hàn Lập liền ở trong một tòa đại sảnh hết sức đơn giản. Bên trong ngoại trừ Hàn Lập cùng phụ nhân ngồi ghế, thì những xà nhân khác bất luận là nam hay nữ đều thành thật đứng thúc thủ hai bên. Tiền bối đi lại có vẻ khó khăn, thân thể phải chăng gặp trở ngại, nơi này vãn bối có một chút khí huyết đan do chính bản thân luyện chế, có thể bồi nguyên bổ khí, tiền bối có muốn dùng một ít hay không? Phụ nhân sau khi ngồi xuống thì liền cung kính hỏi, không cần, ta chỉ là tu luyện gặp một chút trở ngại nhỏ, qua một đoạn thời gian sẽ không có việc gì. Hàn Lập nhìn phụ nhân một cái, khóe miệng lộ ra vẻ tựa cười mà không phải cười. Ha ha, tiền bối cứ an tâm, lúc trước ta nhận được tin Vũ Nhi đưa đến, nói là tiền bối muốn hỏi vãn bối một số chuyện. Vậy không biết tiên sinh có điểm nào nghi vấn, vãn bối nhất định tận lực trả lời. Phụ nhân cười khan một tiếng, đột nhiên chuyển đề tài. Âu, ta nghĩ trước tiên nên biết hải vực này ra sao, gần đây có đồng đạo nào khác nữa không? Hàn Lập sau khi hơi trầm ngâm thì liền mở miệng hỏi. Nghe Hàn Lập hỏi như thế, thần sắc phụ nhân tự nhiên lộ ra một tia kỳ quái, nhưng lại trả lời chi tiết. Nơi này là Hỏa Hô Quần Đảo, gần đây cũng không có đạo hữu nào lợi hại, nhiều lắm cũng chỉ có tu vi như vãn bối mà thôi. Hỏa Hô Quần Đảo, ngươi có hải vực đồ không? Hàn Lập nghe tên xa lạ như thế thì nhướng mày, mở miệng hỏi. Hiển nhiên là có, bất quá bản đồ của vãn bối đều dùng văn tự của bộ tộc viết, tiền bối không bằng trước tiên cứ học tập ngôn ngữ của tộc, sau đó sẽ hiểu rõ hải đồ hơn. Phụ nhân mỉm cười nói, như vậy cũng được. Hàn Lập nhíu mày một chút, sau một lúc lâu mới gật đầu. Thần niệm của hắn mặc dù không thể thả ra ngoài cơ thể, nhưng để đọc những thứ trong ngọc giản thì hiển nhiên không thành vấn đề. Phụ nhân nghe vậy thì mặt lộ ra tia cười, lúc này giơ tay sờ vào trán, linh quang chợt lóe, không biết từ chỗ nào trên mái tóc đen, móc ra một thạch giản đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập trải qua thời gian dài nghỉ ngơi như thế, mặc dù thân thể có khôi phục được một chút pháp lực, nhưng tay chân vẫn yếu vô cùng. Ánh mắt đảo qua thạch giản, đích xác cũng giống như ngọc giản, hắn há miệng, phun ra một cổ thanh hà, đem ngọc giản hút lên trán, sau đó nhắm mắt lại xem xét những thứ trong đó. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm trầm muộn phát ra, thạch giản chợt bạo liệt, một cổ xương mù lan tỏa, đem Hàn Lập vây vào trong. Chương 1538, Liệt Dương Thần Đan. Hàn Lập lẳng lặng ngồi yên, mặc cho vũ khí vây xung quanh, hai mắt nhắm lại. Hắc sắc vũ khí này không biết là thứ gì, sau khi quanh tròn xung quanh Hàn Lập một hồi lâu mới biến mất. Không tệ, thủ pháp luyện khí này kỳ lạ, không cần ta vận dụng thần niệm đã tự quán chú vào trong thần thức. Sau khi vũ khí biến mất, Hàn Lập lần nữa mở mắt, lời nói rõ ràng là ngôn ngữ của xà nhân. Tiền bối chê cười, đây bất quá chỉ là chút tài mọn mà thôi, đây là hải đồ Hỏa Hô Quần Đảo, mời tiền bối xem qua. Phụ nhân khiêm tốn cười, đưa ra một thạc phiến màu trắng. Lúc này đây, bạch phiến không bạo liệt, sau khi bị Hàn Lập há miệng phun linh quang hút về, liền áp vào trên trán không nhúc nhích. Hai mắt Hàn Lập khép hờ, ánh mắt từ thờ ơ dần trở nên kinh ngạc, nhưng không lâu sau liền khôi phục như thường. Phụ nhân nhìn thấy vẻ biến hóa trên mặt Hàn Lập, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, nhưng chợt lóe lên rồi biến mất không thấy. Một lát sau, thạch phiến trên trán Hàn Lập chợt lóe bạch quang rồi bắn ra, nhẹ nhàng bay trở về phía phụ nhân. Phụ nhân giơ tay ra, thạch phiến lần nữa rơi vào tay. Hàn Lập thì trầm ngâm không nói gì, tựa hồ đang tự định giá. Phụ nhân thấy vậy thì không nói gì, chỉ ngồi tại chỗ mỉm cười. Một lát sau, Hàn Lập nhấc tay, thản nhiên hỏi. Nói như vậy, nơi này cũng gần Lôi Minh Đại Lục, chỉ cần mất nửa năm là có thể đến đó. Thời gian nửa năm, đó là lấy tốc độ của tiền bối, nếu là đám người vãn bối, nếu không có thời gian 10 năm thì căn bản không thể đến được Lôi Minh Đại Lục, càng đừng nói những kỳ hiểm gặp phải trên đường. Khóe mắt phụ nhân giật một cái, lập tức cười khổ một tiếng. Hàn Lập gật đầu, thừa nhận những điều phụ nhân nói, nhưng lại hỏi. Theo như hải đồ thì Hỏa Dương tộc các ngươi chiếm cứ đảo nhỏ cũng không nhiều, những đảo nhỏ khác cũng có người sao? Kỳ thật không phải nhiều, căn bản có rất ít nơi để dừng chân. Trong đó chỗ có thể bố trí tộc nhân của ta cũng chỉ có Hỏa Vân đảo này mà thôi. Những đảo nhỏ còn lại thì bất quá chỉ là nơi tìm kiếm tài liệu mà thôi, căn bản không thể đủ rộng để cư trú trên đó. Những đảo lớn hơn thì đều bị các tộc cường đại khác chiếm cứ. Còn một số đảo khác thì bị một số tiền bối thượng tộc như tiền bối chiếm giữ. Hỏa Dương tộc chúng ta tại hải vực phụ cận đích xác không tính là tộc lớn. Phụ nhân thở dài một hơi, trực tiếp thừa nhận nói. Thì ra là thế, Hàn Lập gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nhưng phụ nhân sau khi trần chờ một lúc thì mở miệng hỏi Hàn Lập. Vãn bối thấy bộ dáng tiền bối dường như từ nơi rất xa đến đây, không biết tiền bối đến nơi này là có chuyện gì quan trọng không? Vãn bối mặc dù tu vi không cao, nhưng trong tộc cũng coi như có chút nhân thủ, có thể giúp một vài việc. Phụ nhân có vẻ vô cùng nhiệt tình. Hàn mỗ đích xác không phải người gần đây, chỉ là trong lúc đang ở nơi khác, có đụng vào một cái cấm chế, ngoài ý muốn bị truyền tống tới đây, mà trong quá trình truyền tống lại xui xẻo cho nên mới trở nên chật vật như thế này, đã làm đạo hữu chê cười. Hàn Lập lạnh nhạt nói, tiền bối nói đùa, ngay cả khi tiền bối không tiện động thân thì vãn bối cũng có thể cảm ứng tiền bối sâu không lường được. Như vậy đi, tiền bối khẳng định là muốn tìm một chỗ linh khí cực dày để tĩnh dưỡng. Hỏa Vân Đảo chúng ta mặc dù không lớn, nhưng cũng có vài linh mạch cấp cao, tiền bối nếu không chê thì vãn bối có thể bố trí một chỗ để tiền bối khôi phục nguyên khí. Phụ nhân sau khi cười làm lành thì cung kính nói, dưỡng thương trên đảo của ngươi. Hàn Lập khẽ cười một tiếng, bộ dáng từ chối cho ý kiến. Phụ nhân thấy tình thế có chút miễn cưỡng, lập tức kiên trì nói thêm. Tiền bối yên tâm, linh mạch trên đảo của vãn bối không hề kém hơn những đảo khác, hơn nữa trên đảo cũng có vài loại linh dược hiếm thấy cùng một ít linh thạch, cũng có thể để cho tiền bối dùng. Hàn Lập nghe vậy, vẻ tươi cười trên mặt thu lại. Hàn mỗ sẽ không nhận ân huệ xuông, đạo hữu rốt cuộc muốn Hàn mỗ giúp gì thì đừng ngại, cứ nói thẳng. Tại hạ không phải người có thói quen vòng vo, thanh âm Hàn Lập lạnh lẽo. Lúc này phụ Nana mới phát hiện lời nói của mình lúc trước có chút thất thố, sắc mặt biến đổi vài lần, cuối cùng thở dài một hơi. Nếu tiền bối phát hiện vãn bối có vài phần dụng ý thì vãn bối cũng không giấu giếm nữa. Mấy người các ngươi tạm thời lui ra đi, câu nói cuối cùng của phụ nhân lại là phân phó với mấy xà nhân đứng cạnh đó. Nhất thời tất cả bạch bào xà nhân sau khi cúi người thi lễ thì đều rời khỏi đại điện. Hàn Lập bất động thanh sắc nhìn tất cả, không nói lời nào. Mà phụ nhân sau khi thấy tất cả xà nhân đã đi ra đại điện thì mới ngưng trọng hỏi Hàn Lập. Tiền bối cảm thấy tu vi vãn bối thế nào? Cũng không tệ, Hàn Lập quét mắt nhìn phụ nhân một cái, bình tĩnh nói. Nhưng 1 tháng trước, vãn bối cũng giống như dị tộc nhân, chưa luyện hóa 2 chân thành thượng tộc. Thần sắc phụ nhân có chút khác thường, theo như lời ngươi nói thì, Hàn Lập mí mắt giật giật, mở miệng nói. Tự nhiên chỉ khi đem hình thể luyện hóa thành người của thượng tộc thì mới có thể chính thức thoát ly khỏi phàm tộc, trở thành người của thượng tộc. Phụ nhân mỉm cười, âu, nghe khẩu khí của ngươi thì tựa hồ cũng không phải tu luyện đến cảnh giới nào đó, chẳng lẽ là dùng linh dược hoặc bí thuật gì để tăng tu vi mạnh đến trình độ này. Hàn Lập nghe vậy thì dùng mình, nhưng mặt không chút thay đổi. Mà phụ nhân quả nhiên không chú ý tới Hàn Lập đang kinh nghi, thành thật trả lời. Tiền bối minh giám, vãn bối đích xác trong tộc cất kỹ vài loại đan dược chân quý, lại dùng một loại bí thuật bá đạo mới có thể đem tu vi tăng đến cảnh giới này. Bất quá cũng bởi vì vậy mà tu vi vãn bối mãi mãi chẳng thể tiến thêm, mà tuổi thọ cũng ít hơn thượng tộc cùng cấp 1/2. Nhưng thiếp thân phải làm như thế là bởi vì hiện tại Hỏa Dương tộc gặp phải Hỏa Diệt Phong, vãn bối không thể không liều mạng. Vẻ mặt phụ nhân trở nên vô cùng trầm trọng. Hỏa Diệt Phong, tạm thời nói cho ta nghe một chút xem. Hàn Lập nhíu mày, tựa hồ có vài phần hứng thú. Nửa năm trước, một phân chi gần chúng ta đã bị diệt tộc hoàn toàn, tất cả nữ nhân trong tộc đều bị người ta ăn sống, chỉ còn lại một đống xương trắng. Mà nam nhân thì biến mất không thấy đâu, không lâu sau đó, vài tộc gần đó cũng bị chung số phận. Bộ tộc tại hải vực như chúng ta chỉ có 3 tộc mà thôi, mặc dù 3 tộc không tính là lớn, nhưng vì giúp đỡ lẫn nhau nên cũng có thể miễn cưỡng sống được. Hiện tại bị diệt 2 tộc, sợ rằng kế tiếp sẽ đến lượt Hỏa Dương tộc chúng ta. Về phần nguyên nhân diệt tộc thì vãn bối không cách nào điều tra được, chỉ biết kẻ động thủ không phải chỉ là một người, hẳn là một tộc khác rất mạnh. Mà đại tế ti 2 tộc khác, thần thông cũng không dưới thiếp thân, vãn bối bất đắc dĩ mới không tiếc tất cả, tạm thời đem pháp lực của mình tăng đến cảnh giới thượng tộc hóa hình. Phụ nhân giải thích, âu, vậy giữ ta lại đây là muốn ta thay các người gánh kiếp nạn này, ngươi tin tưởng ta như vậy, không sợ ngay cả bản thân ta cũng khó bảo toàn sao. Hàn Lập nghe xong thì cười, vãn bối mặc dù không biết tu vi thật sự của tiền bối như thế nào, nhưng khẳng định cảnh giới vượt xa vãn bối, về phần thương thế trên người tiền bối thì Hỏa Dương tộc chúng ta có lưu lại một viên Liệt Dương Thần Đan, hiệu dụng to lớn đủ có thể tạo ra thịt, cải tử hồi sinh. Nếu tiền bối đồng ý ở lại giúp vãn bối một tay thì vãn bối nguyện ý dâng đan dược này, để tiền bối có thể sớm hồi phục trong thời gian ngắn. Phụ nhân cắn răng một cái, rốt cục đưa ra chiêu bài cuối cùng. Liệt Dương Thần Đan là đan dược hỏa thuộc tính, thương thế ta rất nặng, đạo hữu không thể tưởng tượng ra được đâu, sợ rằng khối thần đan này đối với ta không có tác dụng lớn. Hàn Lập nhướng mày, chậm rãi nói, tiền bối yên tâm, thần đan này chẳng những dùng nội đan của song đầu viêm giao luyện chế, hơn nữa từ sau khi luyện thành vẫn đặt trong địa hỏa của tộc ta, đến nay đã được mấy ngàn năm, trên phương diện phục hồi thì vãn bối có chút tin tưởng. Phụ nhân nghe khẩu khí trong giọng nói Hàn Lập thì mừng rỡ giải thích thêm. Sau khi Hàn Lập nghe xong, trên mặt vẫn hiện ra một tia chần chờ, phảng phất còn chưa thể quyết định. Như vậy đi, bây giờ tiền bối đợi một lát, chờ sau khi dùng thần đan, xem hiệu dụng như thế nào rồi nói tiếp. Nếu như đan này thật sự vô dụng đối với thương thế của tiền bối thì vãn bối cũng không dám nhờ vả gì, nhưng nếu có ích thì... Nếu đan dược này thật sự có thể chữa khỏi thương thế cho ta thì ta sẽ giúp Hỏa Dương tộc các ngươi vượt qua một kiếp. Nhưng phải nói trước tình huống sâu nhất, đó là khi địch nhân của các ngươi quá lợi hại, Hàn mỗ không thể giúp được thì ước định này cũng phải bỏ. Trong lòng Hàn Lập dường như đã có chủ ý, không đợi phụ nhân nói xong đã lạnh nhạt cắt lời. Điều này hiển nhiên, thiếp thân mặc dù ngu ngốc thì cũng không dám cưỡng cầu tiền bối hy sinh tính mạng vì tiểu tộc. Phụ nhân không thèm để ý tới câu tiếp theo của Hàn Lập, mừng rỡ nói. Hàn Lập gật đầu, xem như đã chính thức đáp ứng. Vì vậy chuyện tình kế tiếp cũng dễ nói hơn nhiều. Hàn Lập hỏi tiếp một số chuyện liên quan tới dị tộc gần hải vực, phụ nhân đều nhất nhất giải đáp, sau đó thì dẫn Hàn Lập đi tìm nơi tĩnh tu. Phụ nhân móc từ trong ngực áo ra một pháp khí màu trắng giống như cái khăn, nhẹ vẫy một cái, nhất thời biến thành một đóa bạch vân rộng mấy trượng. Bạch vân chấp động một cái, liền nâng ghế Hàn Lập lên, lơ lửng trên cao. Thân hình phụ nhân thoáng một cái liền quỷ dị đứng gần đó, tiếp theo bạch vân xoay tròn một cái rồi bay ra ngoài cửa điện. Thấy bạch vân bay ra, đám xà nhân đang ở ngoài cửa liền cung kính tiễn phụ nhân rời đi. Mặc dù tốc độ bạch vân không tính là nhanh, nhưng hòn đảo này cũng chỉ có mấy trăm dặm mà thôi. Cho nên trải qua thời gian một bữa cơm, bạch vân dưới sự khống chế của phụ nhân đã đưa Hàn Lập đến dưới một chân núi. Chương 1539, Châu Nhi cùng Ô La Tộc. Phía dưới chân núi nhỏ này là một ngôi nhà gỗ màu lục. Phụ nhân khống chế bạch vân dừng lại trước tiểu viện, sau đó quay đầu lại cười hỏi Hàn Lập. Hàn tiền bối cảm thấy nơi này thế nào? Hàn Lập hít sâu một hơi, cảm thấy linh khí nồng đậm, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, liền gật đầu. Phụ nhân thấy vậy thì vui vẻ, lúc này thúc giục bạch vân trực tiếp tiến vào trong viện, bàn tay hư không đẩy cửa gỗ ra, muốn trực tiếp đưa Hàn Lập vào trong. Nhưng lúc này Hàn Lập đột nhiên cười nói, tiếp theo không cần làm phiền đạo hữu, tại hạ có thể tự mình đi được. Hàn Lập vừa nói, thân hình thoáng một cái, chậm rãi đứng lên, sau đó từ từ bay xuống. Hả, đạo hữu, người. Phụ nhân ngẩn ra, vẻ mặt trở nên kinh ngạc, mặc dù thương thế vẫn như trước, nhưng hành động cử chỉ hiện tại không có gì đáng ngại. Hàn Lập cười nói, chúc mừng tiền bối, vãn bối nguyên bản nghĩ rằng sẽ phái vài tên đệ tử đến hầu hạ tiền bối, xem ra hiện tại không cần nữa, chắc tiền bối cũng không muốn có người quấy rầy. Thần sắc phụ nhân như thường nói, ta không muốn khi chữa thương lại có người ngoài bên cạnh. Nơi này không tệ, ta sẽ ở đây nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Liệt Dương Thần Đan mà ngươi nói, tốt nhất nên sớm đưa tới, nếu thật sự công hiệu, sớm khôi phục được thần thông thì ta mới có thể ra tay bảo vệ bộ tộc các ngươi. Thần sắc Hàn Lập nghiêm túc nói, tiền bối yên tâm, việc này đương nhiên, bất quá Liệt Dương Thần Đan vẫn được bồi luyện trong địa hỏa, vãn bối phải tốn chút thời gian mới có thể lấy ra, tiền bối không nên trách tội. Phụ nhân gật đầu, sau đó giải thích hai câu, một chút thời gian thì ta có thể chờ, người đi lấy thần đan đi, hiện tại ta cần tĩnh dưỡng. Hàn Lập gật đầu, bình tĩnh nói, nghe thấy Hàn Lập muốn mời khách đi, phụ nhân hiển nhiên sẽ không chần chờ lưu lại đây, lúc này sau khi thi lễ thì lập tức khu động bạch vân bay ra ngoài. Hàn Lập lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn không trung, cho đến khi bạch vân hoàn toàn biến mất cuối chân trời thì mới quay người lại, mở cửa gỗ đi vào phòng. Phòng không tính là lớn, bài biện cũng vô cùng đơn giản, tất cả đều làm từ gỗ. Hàn Lập căn bản không xem xét những thứ đồ vật khác, trực tiếp đi đến giường gỗ, khoanh chân ngồi xuống. Hàn Lập thở dài một hơi, trên mặt hiện ra một tia mệt mỏi. Không nghĩ tới chỉ đứng lên một lát mà đã tiêu hao toàn bộ thể lực đã tích tụ. Xem ra đã mất máu quá nhiều. Hàn Lập thì thào một câu, tiếp theo sờ vào túi trữ vật, bạch quang chợt lóe, 4-5 bình nhỏ không đồng nhất xuất hiện trong tay. Hàn Lập không cần nhìn là đan dược gì, cho toàn bộ vào miệng, tiếp theo lẳng lặng nhắm mắt hóa giải dược lực. Sau một khắc, hắn cảm thấy đan điền nóng lên như bị lửa đốt, một luồng khí lạnh lập tức vận chuyển dọc theo kinh mạch đến các nơi khác, không ngừng xoa dịu lỗ chân lông. Trong lòng Hàn Lập vui vẻ, những đan dược này không hổ là thánh dược chữa thương dùng linh dược ngàn năm luyện chế, dược lực vô cùng mạnh. Một lát sau, trên người Hàn Lập hiện lên một tầng kim quang, đồng thời trên đỉnh đầu cũng hiện ra một kim ảnh mơ hồ, chợt sáng chợt tối, chớp động không ngừng. Trong nhà gỗ, phút chốc lâm vào trong yên tĩnh, đồng thời trong lúc đó, phụ nhân cũng điều khiển bạch vân về lại thổ thành, hạ xuống đại điện. Mười mấy tên bạch bào cấp thấp vẫn đang đứng im nơi đó. Viêm Vũ, người đi theo ta, còn những người khác, các người trước tiên gọi đội ngũ đã phát hiện ra Hàn tiên sinh khi đi săn, ta muốn hỏi chi tiết vài câu. Câu đầu tiên mà phụ nhân nói lại là lời ra lệnh. Vâng, trong đám bạch bào xà nhân lập tức có người lĩnh mệnh, mà Diễm Lệ xà nữ đưa Hàn Lập đến thì lại ngoan ngoãn đi theo phụ nhân vào trong đại điện. Ngươi cũng đi với người này một đoạn đường, trước tiên hãy nói cho ta biết ấn tượng của ngươi về người này, một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ qua. Sắc mặt phụ nhân ngưng trọng nói, đệ tử nhất định bẩm báo chi tiết, lúc ấy đệ tử đang ở bến tàu. Viêm Vũ nghe vậy thì trong lòng có chút khẩn trương, nhưng cũng một mạch kể lại rõ khoảng thời gian Hàn Lập đồng hành, cùng những lưu ý của mình. Chuyện này nghe ra có vẻ buồn tẻ vô vị, nhưng phụ nhân ngay cả mí mắt cũng không chớp một cái, chăm chú lắng nghe. Mấy canh giờ sau, Đại Hán cùng đoàn người lần đầu phát hiện ra Hàn Lập cưỡi một thằn lằn thú tiến vào trong thổ thành, đi thẳng tới trước đại điện. Sau khi cùng thủ vệ xà nhân ngoài điện nói vài câu thì bọn họ lập tức tiến vào trong điện. Đám người này đi vào, ước chừng nửa canh giờ sau, mới cùng Viêm Vũ đi ra. Giờ phút này phụ nhân ngồi trên ghế chủ vị, lưng dựa vào ghế, sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ có chút không thể giữ được bình tĩnh. Sao vậy, mẫu thân có chỗ gì khó giải quyết à? Đột nhiên một thanh âm trong trẻo vang lên trong đại điện. Châu Nhi, con đã trở về sao? Trở về lúc nào vậy? Phụ nhân vừa nghe thanh âm thì ngẩn ngơ, lập tức vẻ mặt trở nên vui mừng. Ngay lúc này, bạch quang trước người phụ nhân chợt lóe, một thân ảnh xà nhân mảnh khảnh mơ hồ hiện ra trong linh quang. Đây là một nữ xà ước chừng 16-17 tuổi, dung mạo xinh đẹp vô cùng, mái tóc đen và dài. Sau lưng thiếu nữ đeo một cây cung lớn màu vàng và ba bạch sắc cốt tiến, bên hông là một túi da đen thui, trong tay lại cầm một cây phiên kỳ. Nửa người dưới thiếu nữ là thân rắn, nhưng lại không hề thấy có lân phiến. Thiếu nữ thướt tha đứng, hướng phụ nhân cười, trên gương mặt lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu. Thật sự là Châu Nhi, không nghĩ tới nhiều năm không gặp, tu vi con đã tinh tiến đến mức này. Phụ nhân vô cùng vui mừng, vội vàng đứng dậy, ôm thiếu nữ vào lòng, vẻ mặt từ ái. Con mới là người hoảng sợ đây, mẫu thân, mấy năm không gặp, tu vi người đã đột phá đến giai đoạn hóa hình. Thiếu nữ gọi là Châu Nhi cười khúc khích, ta nào có năng lực ấy, ngay cả 100 năm vẫn không thể đột phá, bất quá chỉ là dùng luyện tiên quả mà thôi. Phụ nhân thu lại vẻ tươi cười, nhẹ thở dài một hơi. Cái gì, mẫu thân đã dùng luyện tiên quả, như vậy chẳng phải sẽ tổn hao tuổi thọ rất nhiều sao? Thân sắc thiếu nữ đại biến, bắt lấy cổ tay phụ nhân, sau khi dùng linh lực dò xét một phen thì sắc mặt hoàn toàn không còn chút máu. Nếu không giữ được tính mạng thì có sống lâu cũng vô dụng. Được rồi, sư phụ con không cùng quay về sao? Phụ nhân cười khổ một tiếng, nhưng lập tức nghĩ đến điều gì đó, trong lòng tràn đầy hy vọng. Sau khi con nhận được thư của mẫu thân thì sư phụ vừa lúc rời đảo, con sợ trong tộc gặp chuyện không may nên trước hết mang theo mấy món bảo vật trấn đảo vội trở về. Mới vừa rồi khi tiến vào, vừa lúc thấy mẫu thân hỏi chuyện có liên quan tới Hàn tiên sinh nào đó, cho nên vẫn chưa hiện thân. Vẻ mặt thiếu nữ sầu lo, nhưng lại giải thích rõ ràng. Sư phụ con không tới thì quả thật có chút không tốt. Phụ nhân nghe vậy, vẻ mặt chợt biến. Mẫu thân, trong tộc thật sự bất ổn sao? Con mang theo phá thiên cung của sư phụ tới. Ngay cả người có thần thông gấp đôi con cũng có thể một tiễn bắn chết. Thiếu nữ mở to mắt, bộ dáng tự tin nói. Châu Nhi, mặc dù tu vi con tăng tiến nhanh, nhưng bất quá cũng chỉ bằng cảnh giới trước kia của ta, ngay cả khi tu vi gia tăng gấp bội thì chỉ sợ vẫn không thể đối phó đại nạn lần này. Nếu sư phụ con đến thì nói không chừng còn vài phần sống sót. Phụ nhân sờ đầu thiếu nữ an ủi, nhẹ giọng nói. Lần này mặc dù con trở về vội vàng, nhưng đại nạn mà mẫu thân nói rất mơ hồ. Rốt cuộc đại kiếp như thế nào mà làm cho mẫu thân lo lắng như thế, thậm chí không tiếc ăn vào luyện tiên quả, cùng mượn sức tên thượng tộc vô danh kia. Thiếu nữ dựa vào lòng phụ nhân, ngẩng đầu nhìn gương mặt mẫu thân, trên mặt không giấu được vẻ đau lòng. Con đã trở lại đạo thì phỏng chừng bảo con rời đi sẽ càng nguy hiểm hơn, ta sẽ đem việc này nói cho con rõ. Phụ nhân do dự một chút, cuối cùng vỗ vai thiếu nữ nói. Chuyện hai tộc khác bị diệt, chắc con cũng biết rồi. Vâng, trong thư mẫu thân đã nhắc đến một chút, nhưng cho dù là vậy, mẫu thân cũng không cần sợ hãi. Hai tộc kia vốn yếu hơn Hỏa Dương tộc chúng ta một chút, tu vi đại tế ti của tộc họ khi ăn luyện tiên quả cũng yếu hơn mẫu thân. Mặc dù thiếu nữ dùng mình, nhưng lời nói lại hời hợt. Nhưng con có biết thứ gì đã diệt hai tộc bọn họ không? Phụ nhân chậm rãi nói, mẫu thân không phải nói rằng không có manh mối sao? Thiếu nữ ngẩn ra, không khỏi hỏi. Suốt cả quá trình hai tộc kia bị diệt vẫn là bí ẩn, vẫn không thể tìm ra dấu vết gì lưu lại. Nếu như ta đoán không sai thì kẻ động thủ sợ rằng chính là tử địch của Oa thị nhất tộc trước kia, Ô La tộc. Nét mặt phụ nhân hiện lên một tia sợ hãi. Ô La tộc, không có khả năng, theo điển tịch ghi lại, tộc này đã bị Oa thị bộ tộc chúng ta hoàn toàn diệt trừ từ rất nhiều ngàn năm trước, như thế nào lại xuất hiện tại hải vực? Thiếu nữ hiển nhiên cũng nghe qua cái tên Ô La tộc, khuôn mặt nhỏ nhắn đồng dạng trắng bệch, đồng thời giọng nói run rẩy. Không sai, theo lý thuyết thì năm đó Ô La tộc cùng Oa thị tộc chúng ta đánh nhau một trận tại Lôi Minh Đại Lục, đích xác là đã giết hết tất cả Ô La tộc. Nhưng nếu trong đó có vài tên dư nghiệt ẩn núp chạy thoát ra hải ngoại thì việc này không phải là không thể. Hơn nữa ngoại trừ Ô La tộc thì còn có bộ tộc nào có thể thôn phệ huyết nhục nữ tử của chúng ta. Điều duy nhất làm ta có chút không rõ chính là ba tộc chúng ta đặt chân ở đây đã mấy ngàn năm, Ô La tộc nếu sinh sống ở gần đó thì tại sao đến tận hôm nay mới gây khó dễ. sắc mặt phụ nhân âm trầm, nhưng khi nói ra lời cuối cùng thì lại hiện ra một tia kinh nghi. Chương 1540, Huyền kiếm phụ tí. Thiếu nữ hiển nhiên không thể giải đáp nghi hoặc trong lòng phụ nhân, nhưng sau khi hít sâu một hơi thì hỏi ngược lại. Cho dù thật sự là Ô La tộc hạ độc thủ với hai tộc kia, thì hiện tại mẫu thân đã tiến giai lên thượng tộc, còn có con trợ giúp, chẳng lẽ không đối phó được bọn họ? Nếu là Ô La tộc bình thường, sau khi ta ăn luyện tiên quả hiển nhiên có vài phân tin tưởng, mấu chốt là ở chỗ, từ dấu vết bọn họ ra tay, tựa hồ trong đó còn có người của Ô La Vương tộc. Phụ nhân lắc đầu nói, Ô La Vương tộc, không có khả năng, năm đó vài thiên tế ti của Oa thị bộ tộc chúng ta thông qua nghịch thiên thần thông dò xét, tất cả huyết mạch Ô La Vương tộc không phải đã bị cắt đứt sao? Thiếu nữ kinh hô, có chút khó có thể tin, nếu ngay cả Ô La tộc đã bị diệt tuyệt mà vẫn có thể lần nữa xuất hiện, thì khả năng vài Ô La Vương chạy thoát năm đó hẳn không phải là không có khả năng. Mà vương tộc này trời sinh có khả năng khắc chế Oa thị bộ tộc chúng ta, ngoại trừ người hoàng tộc, thì những tộc khác đứng trước mặt Ô La Vương tộc đều không thể phát ra được một thành thần thông. Hơn nữa tốc độ tu luyện của Ô La Vương tộc cực nhanh. Mà hiện tại khi đã động thủ với ba tộc chúng ta, nhất định đã tu luyện đại thành. Trên mặt phụ nhân thủy chung vẫn là vẻ lo lắng, thiếu nữ nghe giọng phụ nhân, nhất thời hết chỗ nói. Nhưng một lát sau, nàng đảo đôi mắt to vài vòng, đột nhiên nói thêm. Bất quá mẫu thân không nên lo lắng, nếu Ô La tộc đáng sợ như thế thì như thế nào lại để cho Hỏa Dương tộc chúng ta sống lâu như vậy, sợ rằng lần trước diệt hai tộc kia cũng có chút tổn thất. Chúng ta cũng không phải là không có lực đánh một trận. Nếu đúng như thế thì tốt, nhưng đừng quên hai tộc khác bị bắt hết nam nhân. Ý mẫu thân nói là, chúng đang, thiếu nữ nhất thời nghĩ đến điều gì, sắc mặt lại thêm hai phần trắng bệch. Năm đó tộc này cùng Oa thị bộ tộc chúng ta trở thành tử địch cũng bởi vì điều này. Sợ rằng sau khi chúng làm xong việc này thì mới có thể xuống tay với chúng ta. Dù sao Hỏa Dương tộc chúng ta mạnh nhất trong ba tộc, hơn nữa phòng thủ trên đảo cũng vượt xa hai tộc còn lại. Chúng chuẩn bị chu đáo toàn bộ rồi mới ra tay với chúng ta cũng là chuyện bình thường. Nếu tu vi vị Hàn tiên sinh kia thật sự đúng như ta dự đoán, thì tồn vong của chúng ta nói không chừng phải dựa vào người này. Ánh mắt phụ nhân chấp động nói, người nọ thật sự có thần thông cao đến thế sao? Mới vừa rồi nghe mẫu thân cũng những người khác đàm luận, người này bị thương rất nặng, đến lúc đó sợ rằng không có tác dụng gì. Đôi mi thanh tú của thiếu nữ nhíu lại, bộ dáng có chút khó hiểu. Ta đã quyết định đem Liệt Dương Thần Đan đưa cho người này. Phụ nhân thản nhiên nói, cái gì, mẫu thân muốn đem thần dược này cho hắn, tuyệt đối không thể. Mẫu thân ngay cả khi ăn vào luyện tiên đan, nhưng nếu dùng Liệt Dương đan thì có thể khôi phục lại thọ nguyên. Nếu cho người này thì chẳng phải không thể vãn hồi thọ nguyên sao? Thiếu nữ rời khỏi lòng phụ nhân, lớn tiếng phản đối. Mới vừa rồi ta do dự cũng là vì việc này, nếu người này có tu vi tương đương với sư phụ của con thì đem thần đan cho hắn cũng đáng giá. Nhưng nếu chỉ cao hơn ta 1-2 tầng thì chỉ có thể dùng dị bảo mới che giấu được ta, như thế thì có chút lãng phí. Phụ nhân cười khổ một tiếng, người này sao có thể so sánh với sư phụ con? Sư phụ con đã tu luyện đến thượng tộc tầng thứ 5, tại hải vực gần đây được xếp vào nhóm 5 người mạnh nhất. Thiếu nữ hơi lo lắng, không muốn tin, mặc dù ta nhìn không thấu tu vi đối phương, nhưng đối phương khẳng định là tồn tại cao hơn ta. Bởi vì cho dù người này bị thương, ta vẫn mơ hồ cảm thấy đối phương chỉ cần nhấc tay là có thể dễ dàng giết ta. Nếu không ta cũng không nguyện ý khẩn cầu đối phương như thế. Nhưng chỉ cần người này thật sự có trọng dụng đối với kiếp nạn này thì một viên Liệt Dương đan cũng không tính là gì. Phụ nhân do dự một chút mới cẩn thận nói. Mới vừa rồi con nghe những người đó đàm luận, từ đầu tới cuối người này cũng không thể hiện thần thông trước mặt bất cứ ai. Cứ như vậy đem Liệt Dương Thần Đan giao cho hắn thì không phải rất cầu thả sao? Cho dù muốn giao thì cũng phải thử xem mới được. Thiếu nữ nhíu mày, đột nhiên nói, thử, hiện tại đối phương bị hao tổn pháp lực, thử như thế nào? Phụ nhân trầm ngâm một chút, có chút dao động, cho dù tu vi bị hao tổn, nhưng nếu thật sự là tồn tại thượng tộc cấp cao thì thần niệm phải rất cường đại. Mẫu thân nếu yên tâm thì cứ giao Liệt Dương Thần Đan cho con, đến lúc đó con sẽ hành sự theo hoàn cảnh. Nếu người này thật sự có thần thông cao thì vì tương lai Hỏa Dương tộc, đem Liệt Dương đan giao cho hắn cũng không sao. Nhưng nếu chỉ là hổ giấy thì đan dược này quan trọng như vậy, hiển nhiên không thể để cho một gã ngoại nhân dùng. Thiếu nữ quả quyết nói, việc này, phụ nhân nghe thiếu nữ nói thế thì có chút chần chờ không quyết. Liệt Dương Thần Đan có thể một lần nữa phục hồi thọ nguyên gần như lúc đầu, trong lòng nàng cũng không nỡ xuất ra. Được rồi, Châu Nhi còn có thể thử một lần, nhưng vô luận thế nào cũng không nên quá phận, ngàn vạn lần đừng đắc tội với người này. Cuối cùng phụ nhân gật đầu đồng ý, mẫu thân yên tâm, con tự biết chừng mực. Thiếu nữ nghe vậy thì trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười ngọt ngào. 3 ngày sau ta hẳn là có thể đem thần đan lấy ra từ địa hỏa, đến lúc đó còn cùng đi với ta. Nếu đối phương thật sự có đại thần thông thì thiết nghĩ sẽ không dò xét và trách tội đối với một tiểu bối. Mặt khác việc Ô La tộc gây khó dễ hẳn sẽ không trì hoãn lâu, ta sẽ hướng vài tộc khác cầu viện. Trong lúc ở đây, ta sẽ cùng mấy vị trưởng lão trong tộc đem phòng ngự gia tăng gấp đôi. Cuối cùng phụ nhân quyết định nói, thiếu nữ nghe xong cuống quýt gật đầu, kế tiếp hai người ở trong điện trò chuyện chi tiết một lát về Ô La tộc. Thời gian bất chi bất giác đã trôi qua một ngày, tại chân núi cách đó 100 dặm, Hàn Lập đang khoanh chân ngồi, mí mắt vừa động liền mở ra, đồng thời kim quang trên người cũng thu lại. Chỉ thấy nguyên bản đôi mắt ảm đạm, hiện tại có thêm vài phần sáng lạng. Hàn Lập mặt không biểu tình, giơ tay lên đánh giá vài cái, tiếp theo 5 ngón tay nhẹ huy động, chậm rãi nắm lại. Hắn nhẹ thở dài một hơi, hiện tại mặc dù hắn khôi phục được một chút pháp lực, nhưng tinh huyết và thần niệm thật sự đã tiêu hao rất nhiều, cho dù có nhiều linh đan trong người thì chỉ sợ cũng phải mất 3-4 năm mới có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh điểm. Bất quá hắn có dũng khí đáp ứng phụ nhân ở lại thì hiển nhiên cũng có vài phần nắm chắc tự bảo vệ được bản thân. Trong lòng tự định giá, Hàn Lập đột nhiên vung tay lên, một hắc sắc viên hoàn bắn ra, sau khi xoay tròn thì quang mang chợt lóe, bên ngoài hiện ra một đạo ô quang cùng một đoàn kim quang. Hai đạo độn quang xoay quanh trước người Hàn Lập, trên mặt đất cũng hiện ra một hắc sắc tiểu hầu và một. Đúng là đề hồn và báo lân thú. Hai linh thú này, một con thì ngay cả Hàn Lập cũng không thể nắm rõ ràng cực hạn thần thông của nó rốt cuộc như thế nào, một con thì đã tương đương với tồn tại hóa thần kỳ. Hai linh thú này cũng là do hắn ngồi xuống khôi phục pháp lực cùng thần niệm một hồi lâu mới có thể miễn cưỡng triệu hồi ra. Nếu là khi vừa mới tỉnh lại, thần niệm và pháp lực khô kiệt hầu như không còn, tự nhiên không thể dễ dàng triệu hồi ra. Hai linh thú sau khi hiện thân, đề hồn thì thân hình thoáng một cái, lập tức ngồi trên đầu vai Hàn Lập cười hì hì, con kia thì tàn ảnh chợt lóe, lao thẳng vào trong lòng Hàn Lập, dùng đầu lưỡi màu hồng phấn liếm bàn tay Hàn Lập, cảm giác có chút nóng, cũng có chút tê dại. Hàn Lập mỉm cười, hai tay phân biệt vỗ vài cái lên hai con thú, sau đó miễn cưỡng dùng thần niệm phân phó chúng vài câu. Nhất thời đề hồn nhảy từ trên vai xuống, tiếp theo hình thể cuồng trước, hắc quang chợt lóe, hóa thành một người giống y đúc Hàn Lập. Tiếp theo vị Hàn Lập này cười tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh Hàn Lập. Mà báo lân thú thì từ trong lòng Hàn Lập vọt ra, trong hư không hóa thành mấy đạo tàn ảnh, sau đó không biết đã ẩn vào chỗ nào. Làm xong tất cả, Hàn Lập lại vỗ một cái vào vòng chữ vật, linh quang chợt lóe, một bộ trận kỳ xuất hiện. Hắn phất ta, trận kỳ hướng bốn phía vách tường bắn đi, hóa thành linh quang nhập vào trong vách tường không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, bên ngoài nhà gỗ của Hàn Lập bỗng nhiên hiện ra bạch quang chớp động không thôi. Sau khi làm xong tất cả, Hàn Lập mới chính thức buông lỏng trong lòng, sau khi thoáng trầm ngâm thì đột nhiên giơ tay lên, ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy trên đó là một hoàng sắc ấn ngân mờ ảo như có như không. Lam mang trong mắt Hàn Lập liên tiếp chớp động, sau khi cẩn thận nhìn ấn ngân này thì chần chờ một lúc, sau đó thanh quang trên tay chợt lóe, đem linh lực ít ỏi trong thể nội truyền tới ấn ngân. Kết quả hoàng sắc ấn ngân vốn vô cùng mơ hồ, nhất thời dần hiện ra rõ ràng. Xem hình dạng thì đúng là huyền thiên quả thật đã biến mất sau khi Hàn Lập chém ra một kiếm. Chỉ là không biết quả thật như thế nào lại ở trên cánh tay Hàn Lập khi hắn bị hôn mê. Hàn Lập chau mày, nét mặt không ngừng biến đổi, lớp pháp lực ít ỏi hiện tại, nhiều lắm chỉ có thể làm cho hoàng sắc ấn ngân rõ lên vài phần. Về chuyện khác thì hiển nhiên hắn không thể làm được vào lúc này. Điều này làm Hàn Lập cảm thấy bất an, trước tiên không nói đến uy lực của trường kiếm mà huyền thiên quả thật biến thành, chỉ riêng đại giới mà kiếm này chém ra đến bây giờ vẫn làm cho hắn ớn lạnh. Một kiếm bổ ra, mặc kệ địch nhân như thế nào, chỉ sợ mạng nhỏ của hắn trước tiên đã vứt đi hơn phân nửa. Sau một lúc lâu, Hàn Lập mới rời ánh mắt khỏi cánh tay. Trong lòng hắn đã có quyết định, sau khi pháp lực khôi phục thì trước tiên lập tức bước bảo vật này ra khỏi cánh tay. Nếu không thì cái loại đả thương bản thân trước khi đả thương địch thủ này thật sự không biết là họa hay là phúc. Chương 1541, dùng hỏa hóa đan. Dùng ngón tay vuốt ve dấu ấn màu vàng một lúc sau đó Hàn Lập lại hạ tay xuống, trầm ngâm trong chốc lát rồi lại lần nữa lấy ra vài loại đan dược mà ăn vào. Hắn tuy rất có hứng thú đối với liệt dương đan, hơn nữa hiệu lực của nó theo lời phụ nhân kia thì vô cùng kỳ diệu, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thực sự đem mọi hy vọng ký thác vào cái này. Sau đó không lâu hắn lại lần nữa nhắm hai mắt lại mà chìm vào nhập định. 2 ngày sau, trên trời cao phía chân trời đột nhiên có một đóa bạch vân đang phi hành rất nhanh, trên đóa bạch vân này đang có 2 người đang đứng, đó là một phụ nhân và thiếu nữ Châu Nhi nọ. Trên lưng thiếu nữ này vẫn đang mang theo cây đại cung màu vàng và 3 cây bạch cốt tiễn, còn trên tay phụ nhân thì cầm một cái hộp ngọc màu đỏ thẫm. Một lát công phu sau 2 người dừng lại trên không, đứng lơ lửng bất động. Người nọ thì ra lại ở đây, tựa hồ đã bày ra cấm chế gì đó. Hừ, người này vẫn hoàn toàn không yên tâm đối với chúng ta. Đôi mắt đẹp của Châu Nhi nhấp nháy hiếu kỳ nhìn xuống phía dưới dò xét vài căn nhà gỗ rồi ánh mắt lập tức tập trung vào một căn phòng trong đó được bạch quang bao phủ, trong mũi hừ một tiếng. Hàn tiên sinh pháp lực bị hao tổn, hơn nữa đối với chúng ta lại khôn có thâm giao nên làm như thế cũng không có gì kỳ quái. Nếu đổi lại trong tình huống trốn tránh này mà lại không có bất kỳ cấm chế nào thì ta lại có chút kỳ quái. Phụ nhân khẽ cười một tiếng tỏ vẻ không e ngại, rồi lập tức nàng khu động Bạch Vân lập tức đem hai người hạ xuống. Hàn tiền bối, thiếp thân đã mang Liệt Dương Đan đến đây. Mong được gặp qua tiên sinh, phụ nhân hướng về phía cửa phòng thi lễ ung dung truyền âm nói. Nguyên lai là Hỏa đạo hữu, Hàn mỗ không tiện đứng dậy đón chào, mời đạo hữu vào a. Thanh âm của một nam nhân từ trong phòng nhàn nhạt truyền ra. Vừa dứt lời, màn bạch quang lóe lên, thoáng một chút đã tan đi đồng thời cửa phòng từ từ mở ra. Phụ nhân thấy tình hình này thì cũng không hề chần chờ, lập tức mang theo thiếu nữ cùng nhau đi tới yến vào trong cửa. Ồ, đây là, phụ nhân sau khi tiến vào trong phòng thì có nhìn lướt qua, sau đó trên mặt bỗng nhiên khẽ biến đổi lộ ra vẻ giật mình. Trên đầu một cái giường gỗ ở trong phòng đang có hai gã Hàn Lập cùng ngồi song song. Một tên trong đó đang mỉm cười nhìn bọn họ, một tên khác thì mặt vô biểu tình nhắm chặt hai mắt. Thiếu nữ cũng khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, ánh mắt quét qua trên người hai gã Hàn Lập nhưng cũng không biết có phát hiện ra cái gì hay không. Đạo hữu mời ngồi, vị này chính là, tên Hàn Lập mở mắt kia chỉ vào một cái ghế nói đồng thời lại nhìn thiếu nữ này liếc mắt một cái lộ ra một tia thăm hỏi. Đây là tiểu nữ Bạch Châu Nhi, trước kia một mực ở bên ngoài tu luyện, 2 ngày trước vừa mới quay về trong tộc. Phụ nhân vẻ mặt mang theo một tia kính cẩn trả lời. Đồng thời thần niệm hướng tới trên người hai gã Hàn Lập mà quét qua một cái, trong nội tâm nhất thời thầm giật mình. Hai gã Hàn Lập này tuy có một gã khí thức rất yếu, một gã khí thức mạnh hơn nhưng cả hai nàng đều vô pháp khám phá ra tu vi cảnh giới. Trong khi đó hết lần này tới lần khác hai người vô luận là về phục sức hay tướng mạo đều tuyệt đối độc nhất vô nhị. Điều này làm cho trong lòng nàng có chút sợ hãi, tuy nhiên bên ngoài có thần thông hóa thân thuật. Điều này nàng cũng đã nghe nói qua nhưng cũng không phải một tên tế tự của một chi nhánh tiểu tộc như nàng có thể học được. Nhưng chỉ dựa vào một điểm này đã có thể khẳng định thần thông của đối phương không phải bình thường. Lúc này có nên để cho thiếu nữ tiến hành thử hay không, điều này làm cho nàng có chút do dự bất định. Đúng lúc này, thiếu nữ Châu Nhi kia lại thướt tha tiến lên một bước, xông tới phía Hàn Lập thi lễ đồng thời ngon ngọt cười nói, Châu Nhi nghe ra mẫu nói trong tộc mới có một vị thượng tộc tiền bối đến cho nên đặc biệt đến bái kiến một lần. Mong tiền bối ngàn vạn lần không nên trách tội, nguyên lai là thiên kim của Hỏa đạo hữu, tuổi còn trẻ mà tu vi đã cao như vậy, thật sự là thật đáng mừng a. Vị Hàn Lập mở mắt nọ cười hắc hắc rồi thuận miệng tán thưởng hai câu. Đâu có, điểm tu vi ấy của tiểu nữ đâu có đáng để tiền bối để ở trong mắt. Đúng rồi, khôn biết tiền bối trong này có chỗ nào không quen không, nếu có chỗ nào không ổn thì cứ việc nói ra. Vãn bối lập tức đổi cho tiền bối một chỗ ở khác. Phụ nhân tạm thời đem tâm tư trong lòng bỏ qua, trên mặt tươi cười nói ra. Chỗ này linh khí không tệ, khôn cần phiền toái như thế. Vật trong tay đạo hữu chính là Liệt Dương Thần Đan sao? Vị Hàn Lập nọ khôn nói thêm gì mà nhìn chằm chằm vào cái hộp ngọc màu đỏ sẫm trong tay phụ nhân, có phần cảm thấy hứng thú nói. Không sai, đúng là vật ấy. Đan dược này là do đại tế ti đời thứ nhất của tộc ta tại phụ cận hải vực chém giết một trận mà lấy được. Phu nhân đem hộp ngọc nâng lên sau đó cười thừa nhận nói đồng thời cũng giới thiệu sơ qua về lai lịch viên đan dược này. Trong lòng Hàn Lập tuy cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn bất động thanh sắc lẳng lặng nghe tiếp. Đúng lúc này, thiếu nữ đứng một bên trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, hai bàn tay nhỏ giấu ở trong tay áo, đột nhiên trên một tay xuất hiện một mảnh là xanh biếc dị thường còn tay kia thì đột nhiên niết nấn một cái pháp quyết cổ quái. Lập tức một cỗ thần niệm vô hình nhằm hướng hai gã Hàn Lập lặng yên đánh tới nhưng hai gã Hàn Lập phản ứng hoàn toàn bất đồng. Gã Hàn Lập hai mắt nhắm nghiền thì vẫn đang không chút cử động, phảng phất như không nhận ra cái gì, tỏ vẻ không có gì xảy ra. Nhưng thiếu nữ dùng bí thuật thúc giục thần niệm rơi trên người Hàn Lập lại cảm thấy phảng phất như rơi trên vật chết, cũng không phát giác bất luận cái gì thần niệm chấn động trên người đối phương. Trong lòng thiếu nữ khẽ giật mình, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Loại tình hình này không biết là do đối phương biết một loại bí thuật không thể tưởng tượng nổi, có thể đem thần niệm của chính mình triệt để che đậy hoặc đối phương thật sự chỉ là một cái nhục thân mà thôi. Chưa đợi nàng hiểu chuyện gì xảy ra thì kết quả thần niệm dò xét một vị Hàn Lập khác lại khiến cho thiếu nữ thần sắc đại biến, đột nhiên miệng khẩn cấp hớp vài cái, trên mặt thoáng một chút đã tái nhợt không còn chút máu. Thần niệm của nàng thúc giục đến gần thân thể đối phương thì phảng phất như tiến vào trong một cái vòng xoáy khổng lồ, tất cả thần niệm thoáng một chút không tự chủ được nhằm hướng thân thể đối phương mà bị cuốn vào. Lần này làm cho thiếu nữ kinh hãi hồn phi phách tán vội vàng đem bí thuật thu lại, điên cuồng thu thần niệm của mình về. Tuy nhiên thần niệm nhìn như không có cách nào cứu trở về lại rất dễ dàng được nàng thu trở về, cũng không gặp chút trở ngại nào. Điều này lại làm cho thiếu nữ khẽ giật mình, mà đúng lúc này, vị Hàn Lập đang nói chuyện cùng thiếu nữ nói ánh mắt lại liếc một cái nhìn thiếu nữ, trong ánh mắt lộ ra vẻ giống như cười mà không phải cười. Thiếu nữ nhìn thấy vậy thì cái miệng anh đào nhỏ nhắn hé ra, có chút khôn biết làm sao. Thoạt nhìn quẫn bách dị thường, phụ nhân tựa hồ đối với việc này hết thảy không phát giác ra chút nào, trong miệng lại tiếp tục nói giới thiệu với Hàn Lập về đan phương Liệt Dương Thần Đan cùng một số vấn đề cần kiêng kỵ khi sử dụng rồi liền đem cái hộp ngọc màu đỏ dâng lên cho Hàn Lập. Hàn Lập nghiêm nghị cảm ơn một tiếng rồi mới khẽ vẫy một tay đem hộp ngọc thu vào trong tay. Kế tiếp phụ nhân không hề muốn nán lại lâu, thập phần thức thời nói ra lời cáo từ rồi lôi thiếu nữ đứng bên cạnh thần hồn vẫn còn có chút kinh hãi bất định ra khỏi phòng. Đề Hồn, người cũng đáo để thật, như thế nào lại vô duyên vào cớ hù dọa nha đầu kia nhảy dựng lên. Vị Hàn Lập ngồi nhắm mắt một bên sau khi phụ nhân và thiếu nữ vừa lui ra thì đột nhiên dương đôi mắt nhàn nhạt nói một câu. Tiếp theo đó hắn vung tay lên, cả căn nhà gỗ lập tức bị bạch quang bao phủ bên ngoài. Chủ nhân, nhà đầu kia lá gan không nhỏ, tu vi bất quá chỉ có kết đan kỳ mà cũng dám dò xét chủ nhân nên ta tự nhiên muốn làm cho nàng biết khó mà lui. Một gã Hàn Lập khác hì hì cười trả lời, lập tức gã Hàn Lập này trên người hắc quang chợt lóe lên, hình thể co rụt lại rồi hóa thành một con hắc tiểu hầu. Con khỉ nhỏ này thân hình nhảy chồm lên, nhảy lên đầu vai Hàn Lập rồi có chút nịnh nọt đem hộp ngọc dâng lên trước mặt Hàn Lập. Hàn Lập mỉm cười lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì, đem hộp ngọc nhận lấy. Đề Hồn từ sau khi linh trí sơ khai tại Thiên Nguyên Thành lại được Hàn Lập đem các loại tri thức và điển tịch trong thần thức của hắn rót vào. Sau một thời gian dài dần dần tiêu hóa thì ngay cả thân hình cũng biến thành giống hình dạng của hắn, càng ngày càng không cách nào phân biệt được thiệt giả. Hàn Lập đem hộp ngọc nhẹ nhàng mở ra, một phiến hồng hà phát ra mang theo một cỗ nhiệt khí ập tới trước mặt khiến cho hắn phảng phất như đang ở cạnh lò nướng. Hàn Lập không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy trong phiến hồng quang có một viên đan dược to cỡ ngón tay cái, phía trên có xích mang chói mắt chớp động không thôi. Đây là Liệt Dương Thần Đan, quả nhiên có chút kỳ lạ. Hàn Lập thì thào một tiếng, duỗi hai ngón tay ra không chút hoang mang nhằm hướng hộp ngọc tiến vào. Phốc phốc một tiếng vang nhỏ, khi hai ngón tay vừa mới tới gần viên đan dược thì trong nháy mắt có một đoàn xích diễm phóng ra, thoáng một chốc đã đem bàn tay Hàn Lập bao trùm trong đó. Nếu là tu sĩ bình thường thì chỉ sợ lần này đã bị ngọn lửa quỷ dị làm bỏng không nhẹ nhưng Hàn Lập hôm nay thân thể cường hoành, tự nhiên khôn xem điểm ngọn lửa ấy vào đâu. Trên ngón tay ngay cả tia sương do bị phỏng cũng không xuất hiện, rồi liền đã đem viên châu kẹp trong tay. Đề Hồn ngồi xổm trên đầu vai Hàn Lập, hai tròng mắt cũng chằm chằm nhìn vào viên châu chớp chớp không ngừng, bộ dạng tựa hồ đối với viên thuốc này cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Hàn Lập ánh mắt chớp động nhìn chằm chằm vào viên thuốc này, sau một lúc lâu trên mặt hiện ra vẻ đánh giá. Nếu như lời phụ nhân nói thì viên thuốc này có tính hỏa trúc vô cùng bá đạo, quá trình và thủ tục phục dùng thập phần phức tạp, hơn nữa cũng chỉ cần không cẩn thận là dễ dàng bị thuốc cắn trả, theo đó mà bị thiêu cháy. Tốt nhất là trước tiên dùng đại lượng hàn trúc linh đan linh dược trung hòa viên thuốc này, sau đó mới dùng là tốt nhất. Đúng vậy, hắn tinh tường cảm thấy trong viên thuốc này chứa cực hỏa chi lực rất lớn, thật sự không nhỏ, nếu cứ như thế mà dùng thì không khỏi có chút lãng phí. Trong lòng nghĩ xong, Hàn Lập không lưỡng lự há miệng phun ra một đoàn hỏa cầu màu bạc. Đúng là Phệ Linh Thiên Hỏa, ngọn lửa này kêu phanh một tiếng rồi thoáng cái hóa thành đầu hỏa điểu màu bạc to cỡ nắm tay bay quanh Hàn Lập mấy vòng. Hàn Lập nhướng lông mày, ngón tay khẽ ngúc nhích thoáng một chút, viên châu màu hồng đỏ thẫm trong tay chậm rãi bay ra. Trong miệng hỏa điểu màu bạc lập tức kêu lên một tiếng thanh minh, hai cánh mở ra rồi lập tức nhào tới chỗ viên châu trên. Sau một khắc, ngọn lửa màu bạc liền đem Liệt Dương Thần Đan triệt để bao vây vào trong đó. Bên kia, cách quả núi nhỏ hơn mấy chục dặm, phía trên bầu trời, phụ nhân và thiếu nữ đang khống chế bạch vân phi phi độn đi. Đột nhiên bạch quang lóe lên, đóa bạch vân thoáng một chút tự nhiên chậm lại. Châu Nhi, thần niệm có bị hao tổn không? Phụ nhân khẽ thở dài, mở miệng hỏi. Mẫu thân, ta không sao, con chỉ bị một chút kinh hãi thôi. Thiếu nữ hiển nhiên còn có chút nghĩ lại mà sợ không thôi, miễn cưỡng cười nói. Đúng vậy. Thiếu nữ hai mắt đỏ lên tựa hồ muốn nói gì đó nhưng phụ nhân lại tựa hồ như không muốn nói cái gì nữa, hai tay bấm pháp quyết, bạch vân dưới bàn chân sau khi quay cuồng một cái thì lập tức đem hai người bao phủ vào trong đó. Lập tức bạch vân hóa thành một đoàn bạch quang bắn đi, không lâu sau đã biến mất vô ảnh vô tung nơi chân trời. Chương 1542, Ô Giáp Thú. Căn nhà gỗ nhỏ dưới chân núi được bao phủ trong bạch quang từ sau khi phụ nhân và thiếu nữ rời đi thì liên tiếp trong 10 ngày sau vẫn chưa mở ra lần nào nữa. Lúc này, sự đề phòng trên Hỏa Vân Đảo đã trở nên xâm nghiêm gấp mấy lần. Chẳng những Hỏa Dương tộc xà nhân trên đảo không hề rời đảo đi săn thú hay tìm kiếm tài liệu, mà hơn 10 vạn tộc nhân tất cả đều co cụm lại ở trong thổ thành. Mà mấy tòa đại hình cấm chế trong thành cũng không tiếc linh thạch mà đều mở ra. Tường đất nguyên bản nhìn như không chịu nổi công kích nhất thời được 3 tầng quầng sáng xích hoàng lục bao phủ trong đó. Mà trong thổ thành còn có mấy ngàn xà nhân tinh nhuệ và một đám võ trang hạng nặng thay phiên nhau tuần tra các nơi trong thành. Mà ở chỗ trung tâm thành, tất cả tế tự của Hỏa Dương tộc đều tề tụ cùng nhau, dưới sự dẫn dắt của phụ nhân cùng thiếu nữ, cả đám đều kéo đến đại điện ngồi xuống nghỉ ngơi dưỡng sức. Đại điện này đồng dạng cũng được một tầng ngũ sắc quang hà bao phủ trong đó, tựa hồ có một sự huyền diệu khác mà nơi phát ra ngũ sắc quang hà rõ ràng là cái pháp khí hình nón ở giữa sân kia. Về phần đám xà nhân bình thường trong thổ thành đã được cao tầng trong tộc phân phó nên rất ít khi xuất môn, đại bộ phận đều ở trong nhà không ra. Dưới sự đề phòng như thế làm cho cả thổ thành bất giác sinh ra một cỗ sát khí kinh người. Một ngày, trong đại điện, phụ nhân, thiếu nữ cùng đám tế tự có liên quan đang ngồi tĩnh dưỡng thì bỗng nhiên có một âm thanh thản nhiên trực tiếp xuyên qua cấm chế vang vọng vào trong đại điện nói, Hỏa đạo hữu, tại hạ đã luyện hóa xong đan dược mà xuất quan. Xin mở cấm chế cho Hàn mỗ tiến vào. Thanh âm đàm thoại này đúng là thanh âm của Hàn Lập. Vừa nghe thấy thanh âm này, đám tế tự áo bào trắng ở đây đều xôn xao một trận, ngay cả phụ nhân vẻ mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Nếu nói nàng lúc trước không lo lắng việc Hàn Lập hủy ước thì tự nhiên là có chút giả dối, nhưng lúc này nguy cơ diệt tộc đang như lửa xém lông mày, căn bản không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể đem đan dược cấp cho đối phương thì mới có thể mượn một cánh tay đắc lực. Nếu không, ngay cả một đường cơ hội cũng không có. Lúc này có vẻ như nàng đã thành công, Hàn Lập quả nhiên không phải hạng người xuất ngôn phản ngữ. Phụ nhân vui sướng một tay vừa lật chuyển, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cát ngọc bàn màu hồng, một tay nhắm ngọc bàn điểm chỉ vài cái. Ngũ sắc quang hà bảo vệ đại điện chợt lóe lên rồi nhất thời tách ra, để lộ ra một cái khe hở, nhưng chỉ trong mấy cái hô hấp, quang hà lại chợt lóe lên rồi hợp lại như lúc ban đầu. Mà trong một khắc công phu này, chỗ cửa điện chợt có ánh kim quang lóe lên, một đạo nhân ảnh quỷ dị đã hiện ra tại nơi đó và từ từ hướng vào trong điện không chút hoang mang tiêu sái đi đến. Bóng người này mặc thanh bào, khuôn mặt bình thường nhưng hai mắt oánh quang lưu chuyển, đúng là Hàn Lập. Khí tức của hắn so với hơn 10 ngày trước hoàn toàn bất đồng, hiển nhiên dược lực của Liệt Dương Thần Đan hoàn toàn bất phàm. Đa tạ tiên sinh đã đến tương trợ, pháp lực của tiền bối đã được khôi phục. Phụ nhân chủ động đứng dậy đón chào, nhiệt tình dị thường hỏi thăm. Thiếu nữ Châu Nhi kia mặc dù có chút khôn tình nguyện nhưng cũng chỉ có thể chu miệng đồng dạng đứng dậy. Liệt Dương Đan tuy rằng bất phàm nhưng thương thế của ta cũng thật sự không tầm thường, mới chỉ khôi phục được 7-8 phần mà thôi. Bộ phận còn lại không phải chỉ dùng đan dược là có thể chữa khỏi. Bất quá nếu địch nhân của quý tộc không phải là quá mạnh mẽ mà nói thì tại hạ tự hỏi là còn có thể xuất ra một chút khí lực. Hàn Lập mỉm cười nói. Phụ nhân lúc mới đầu nghe nói pháp lực của Hàn Lập chưa khôi phục toàn bộ thì sắc mặt khẽ biến đổi một chút, nhưng sau khi nghe được khẩu khí tự tin của Hàn Lập thì trong lòng lại vui vẻ. Xem ra thần thông của đối phương hẳn là con trên phỏng chừng của nàng, nếu khôn như thế nào lại có khẩu khí lớn như vậy. Trong điện có không ít tế tử Hỏa Dương tộc đã từng gặp qua Hàn Lập, nhưng cũng có một số khác lại là lần đầu tiên nhìn thấy vị Hàn tiên sinh này. Hàn Lập đã đến tự nhiên khiến cho họ vang lên một trận thảo luận khe khẽ. Hàn Lập không để ý đến đủ loại ánh mắt vui mừng lẫn kinh nghi ở hai bên. Hắn được phụ nhân nghênh đón tới ngồi bên cạnh, sau khi khách khí vài câu thì liền nhắm mắt không nói thêm câu nào nữa. Ánh mắt của phụ nhân lành lạnh hướng sang hai bên đảo qua một vòng, đám xà nhân đang xì xầm thảo luận lập tức cả kinh ngậm miệng lại. Cả tòa đại điện lại hồi phục sự yên tĩnh, nhưng vào lúc này, Hàn Lập lại cảm thấy một đạo ánh mắt vẫn đang thật cẩn thận nhìn vào mình thì hắn nhướng mày, bỗng nhiên dương đôi mắt nhìn thấy một đôi song nhãn đen dị thường. Dĩ nhiên đây là Châu Nhi ngồi cạnh phụ nhân đang chăm chú nhìn lén lại đây. Vừa thấy Hàn Lập nhìn lại, trong mắt thiếu nữ nhất thời hiện lên vài phần kinh sợ và lập tức đem ánh mắt rời đi. Xem ra lúc trước khi tặng đan dược, một màn đề hồn thiếu chút nữa đã đem thần niệm hút đi đã làm cho thiếu nữ chấn kinh không nhẹ. Hàn Lập khóe miệng nhếch lên, trên mặt hiện lên một tia cười khẽ rồi lại khép hai mắt lại, sau đó âm thầm cân nhắc suy nghĩ về hết thảy mọi việc trước mắt. Viên Liệt Dương Thần Đan kia đã bị hắn dùng Phệ Linh Hỏa Điểu đem hỏa linh lực hấp thu hết, theo đó liền bị hắn dễ dàng luyện hóa. Dược lực của đan dược này xem ra phụ nhân cũng không có quá mức khuếch đại, tuy rằng không có thể làm cho hắn lập tức hồi phục như thường nhưng xác thực là không phải đan dược trên người hắn có thể sánh bằng. Vô luận là tổn thương về máu huyết hay là thần niệm thực sự trong khoảng thời gian ngắn đã có thể khôi phục hơn phân nửa. Về phần khôi phục pháp lực, cho dù không có đan dược tương trợ thì chỉ cần mấy ngày này cũng đủ cho hắn hoàn toàn phục hồi như cũ. Nếu linh đan của đối phương thật sự thần hiệu thì Hàn Lập tự nhiên sẽ không cố ý bội ước không đến. Hắn đã tiến giai lên luyện hư kỳ, hơn nữa nhiều loại thần thông đại tiến nên cho dù có đụng tới tồn tại cấp hợp thể kỳ cũng có lực tự bảo vệ mình nhất định. Cho nên đối với chuyện của Hỏa Dương tộc tự nhiên hắn không có gì phải sợ hãi. Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, Hàn Lập mới đến chỗ này bất quá được nửa ngày thì địch tung rốt cuộc xuất hiện. Ầm một tiếng như rộng đất, thanh âm này bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng thổ thành đồng thời vang lên, giống như có đại đàn quái vật thân hình to lớn nhằm hướng thổ thành chạy như điên mà đến. Đám tế tự Hỏa Dương tộc nguyên bản đang ngồi tĩnh tọa trong điện cơ hồ đồng thời lập tức đứng lên, trong đó hơn phân nửa đều biểu hiện biểu tình cực kỳ khẩn trương. Tuy phụ nhân vẫn chưa để lộ ra tin tức cụ thể về Ô La tộc nhưng lần này địch nhân rất cường đại nên bọn họ cũng có thể tự đoán được vài phần. Nhưng biểu hiện của phụ nhân lại bình tĩnh dị thường, cho dù cảm nhận được mặt đất chấn động không ngừng thì cũng chỉ là nhíu mày một chút. Hoảng cái gì mà hoảng, bản tộc sớm đã làm tốt toàn sách, phía ngoài có 3 tầng cấm chế phòng hộ, ngay cả địch nhân thế mạnh thì cũng quyết khó mà nhất thời công kích được vào trong thành. Trước tiên xem rõ ràng địch nhân là ai, đến đây bao nhiêu người rồi nói sau. Phụ nhân Gia Uy trưởng lão bộ tộc, lớn tiếng trách mắng. Hàn Lập đuôi lông mày vừa động, cũng dương đôi mắt nhìn nhưng mặt lại khôn chút thay đổi. Hắn trải qua quá nhiều đại trận trượng giống như thế nên việc trước mắt căn bản không thể làm cho hắn phải động tâm. Mà lúc này, tay áo bào của phụ nhân run lên, rồi đột nhiên trong tay xuất hiện một cái lệnh bài màu hồng nhắm ngay trung gian đại điện nhẹ nhàng khua lên một vòng. Nhất thời mặt ngoài lệnh bài hồng mang chợt lóe, một đoàn hồng quang kích bắn ra, lập tức chui vào trên mặt đất đại điện biến mất không thấy bóng dáng. Có âm thanh vù vù nổi lên, một phiến vân hà màu đỏ trên mặt đất chớp động không thôi, sau đó dĩ nhiên hiện ra một tòa pháp trận màu đỏ đậm, ở trung tâm lại có một ngọn lửa đang quay cuồng. Lệnh bài trong tay phụ nhân lại lay động nhanh vài cái thì ngọn lửa chỗ tran tâm chợt ngưng lại, đồng thời hiện ra một viên xích tinh cầu đường kính đến 1 trượng. Tinh cầu này mặt ngoài trong suốt để lộ ra hỏa diễm đang từ từ chuyển động bên trong. 8 gã xà nhân mặc áo bào trắng đột nhiên men theo hai bên đi ra, khi đến cạnh pháp trận thì đồng thời ngồi xuống. Tiếp theo trong miệng lẩm bẩm, hai tay thì liên tiếp đánh ra các đạo pháp quyết vào tinh cầu. Nhất thời trong pháp trận ánh lửa đại thịnh, vô số ngọn lửa hóa thành vô số hỏa xà to cỡ đầu ngón tay rồi đều chui vào trong tinh cầu. Một màn làm cho người ta giật mình xuất hiện, chỉ thấy tinh cầu nguyên bản đang hồng lóng lánh mặt ngoài đột nhiên chợt lóe lên vài cái, sau đó trong ánh lửa bỗng nhiên hiện ra hình ảnh trông hết sức sống động. Hình ảnh này quen thuộc dị thường, rõ ràng là các nơi trong thổ thành đang xảy ra chuyện. Trong hình ảnh xuất hiện một đội xà nhân được võ trang hạng nặng đang hướng lên tường thành mà đi, ngoài ra còn có một đội xà nhân cưỡi thằn lằn đang từ các nơi tụ tập lại. Trong đội ngũ ở đây có một số xà nhân địa vị cao trong miệng không ngừng quát lớn, mặt mang đầy sát khí. Trong nháy mắt, mấy ngàn xà nhân đã tập kết xong. Xem đến nơi đây, trong mắt Hàn Lập hiện lên một tia kỳ lạ. Pháp trận và tinh cầu này cũng không tệ nhưng thật ra thì cũng chỉ tương đương với vạn